Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 30 tháng 7 năm Mậu Tuất, đúng là ngày cuối cùng của tháng Vu Lan. Chùa chúng ta trong tháng vừa rồi cũng đã làm cái lễ Vu Lan rất là trang nghiêm và thể hiện được cái tinh thần hiếu đạo. Và đặc biệt là câu lạc bộ Từ Tâm lại tổ chức một cái đêm văn nghệ là ánh trăng hiếu đạo tri ân. Cái điều đó rất là quý. Cái đạo hiếu hay còn gọi là đạo lý biết ơn đền ơn, chúng ta phải mãi mãi khắc ghi và luôn luôn tu tập. Đó. Vì cái pháp nhân duyên trên cái, trong cái vũ trụ này, cái gì cũng phải nương tựa vào cái gì mới thành tựu. Không có cái gì độc nhất một pháp tự thân thành tựu, đều phải nương các nhân duyên. Và đó là cái nghĩa, đó là cái ơn vậy đấy. Cái nghĩa, đạo nghĩa nó từ cái nhân duyên đấy mà ra. Chứ nếu mà có một pháp nào tự nó tự thành lập được, tự thành tựu được, không cần đến một cái gì thì chẳng cần phải ơn, chẳng cần phải nghĩa. Nhưng mà chúng ta không ai ra ngoài được cái pháp lý nhân duyên ấy. Cái gì cũng phải nương tựa vào cái khác mới thành tựu được. Chúng ta thành được thân này phải có cha, có mẹ. Có cha, có mẹ phải có ông, có bà, có tiên tổ. Ông bà tiên tổ có được ý, thì cũng lại phải nhờ trời đất muôn vạn loài hình thành nên chúng ta. Đấy, cho nên cái nghĩa, cái ân nghĩa nó từ trong pháp giới này. Cho nên biết ân và đạo nghĩa nó là bản chất của pháp giới vũ trụ này. Ai sống mà quên mất cái này là quên mất gốc đấy. Thế thì cái tháng 7 chúng ta dùng là cái tháng để tri ân đền ơn, để xiển dương đạo lý hiếu hạnh. Thì hôm nay là ngày cuối cùng, Thầy cũng rất mong đại chúng cũng sẽ mãi mãi nuôi dưỡng cái tâm này. Đặc biệt trong tháng 7 vừa rồi thì chư Tăng của chùa cũng đã tổ chức cho gần hết chư Tăng và một vài Phật tử đại diện cùng quý Thầy vào trong miền Nam để khánh tế tuế Hòa Thượng Tôn Sư là sư phụ của Thầy, người đã thế pháp xuất gia cho Thầy, gọi là sinh ra Thầy ở trong Phật Pháp. Năm nay Hòa Thượng 95 tuổi, cái lễ khánh tuế cũng rất là trang trọng. Thì lát nữa về phần cuối sau khi giảng pháp xong, Thầy sẽ báo cáo tình hình của đại chúng khi đi vào khánh tuế Hòa Thượng. Hôm nay chúng ta tiếp tục học kinh Mi Tiên Vấn Đáp. Buổi hôm trước chúng ta đã học đến bài số 145 có tựa đề là Về cái máy, cái nhà không có mái của người thợ gốm. Anh thợ gốm đó là Gatikara. Chúng ta thấy đấy là một người cư sĩ Phật tử đặc biệt. Có lẽ chúng ta thấy là trong tất cả hàng cư sĩ Phật tử hiếm có ai được như cái anh thợ gốm này. Không phải là giàu có, chỉ là nặn đồ gốm thôi. Nhưng mà anh lại được Phật đặc biệt quan tâm. Và đặc biệt Phật đến tận nhà, Phật vào Phật tận bếp, Phật lấy cơm. Đức Phật Ca Diếp, chúng ta hiếm thấy, chẳng có ai được cái duyên phước như thế. Nghe không? Bây giờ bảo như Thầy Thái Minh mà đến nhà chú nào xuống lục bếp thì chắc cũng không có đâu. Nghe không? Chú có thỉnh Thầy thì Thầy cũng không làm thế được. Nghe không? Không có. Nhưng mà đây đích thân Đức Phật đến, vào tận bếp lấy cơm xớt vào bát của mình mang về. Không những thế, khi mà cái thất của Phật dột ấy,
Phật lại cho chư tăng đến dỡ mái nhà của ông Gatikara này, dỡ hết, không còn cái gì cả, mang hết cả cái mái nhà của ông về để lập cái thất của mình. Và cái câu chuyện ấy rất thú vị. Thầy nghĩ có lẽ là trong lịch sử hàng ngàn vạn Đức Phật, có lẽ đây là câu chuyện đặc biệt đấy, hiếm có. Một người cư sĩ đến nỗi mà đến chư Phật thân thiện đến như vậy. Thân thiện hay nói là gọi là đặc biệt. Thế vì người cư sĩ này quá thuần tâm, đầy đủ lòng tôn kính với Phật, đầy đủ và thuần thành. Tuy là cư sĩ nhưng mà lại giữ giới của Bậc Thánh. Đấy, sống đời tại gia nhưng mà lại giữ giới của Bậc Thánh, tu như một Bậc Thánh. Cho nên ông Gatikara thì cuối đời ông bỏ báo thân, ông chứng A-la-hán quả. Đó, đấy là trong kinh nói đặc biệt. Để cho hàng Phật tử cư sĩ chúng ta không phải tự ti, chúng ta mà tinh tấn tu học chúng ta cũng vẫn có thể chứng quả được. Nghe không? Nhưng mà chúng ta phải học gương của ông Gatikara này. Đó. Và qua bài này thì chúng ta thấy tâm của người Phật tử thuần thành luôn luôn muốn ủng hộ, muốn cúng dường Tam Bảo. Phải không? Đó. Khi mà đến nhà ông ấy, đến Phật dỡ hết cả, cho tỳ kheo dỡ hết mái nhà, về nhìn thấy cái nhà mình trống hết, trống hoác hết rồi ta, thì trong lòng của người cư sĩ này lại sung sướng, vạn hỷ, nghe không? Và cái hỷ lạc đấy kéo dài cả một tuần luôn, sướng lâng lâng cả một tuần. Không như thế mà bố mẹ cũng sung sướng. Có ai bây giờ mà mọi người đến dỡ nhà nhà mình lại sung sướng, hoan hỷ thế không? Đây là một đặc ân, chúng ta nói, đặc ân đặc biệt của Đức Phật cho vị cư sĩ này. Wow, để chúng ta thấy, vậy chúng ta mà muốn sau này được Phật đến dỡ nhà mình thì chúng ta phải tu như ông Gatikara, nghe không? Thuần thành, tin kính, bất thoái với Tam Bảo. Là một người thuần thành, thuần thục như vậy thì sẽ được Phật đến dỡ nhà đấy nhé. Đặc biệt lắm. Và chúng ta thấy khi người cư sĩ thấy họ cúng dường được thì họ lại càng sung sướng. Chúng ta thấy cái tâm xả thí của ông thế nào? Của Gatikara hết sức là dũng mãnh. Đấy, và từ chúng ta bao giờ mà có thể cúng dường được đến như vậy? Càng được cúng dường càng hoan hỷ. Chúng ta khi cúng dường chúng ta hoan hỷ thì phước báu càng lớn. Cũng qua bài này chúng ta thấy chư Phật thật sự là thương xót chúng sinh. Các ngài làm tất cả các hạnh, các việc làm sao đem lại hạnh phúc, đem an lạc cho chúng sinh. Phật biết ấy, cái ông này mà mình đến mình dỡ nhà của ông là ông hạnh phúc, ông sung sướng lắm, thì dỡ nhà cho ông. Nghe không? Ông này còn sung sướng bội hỷ lên cơ. Đấy, cho nên đến dỡ nhà để cho ông sung sướng an lạc hạnh phúc. Đấy, cho nên chúng ta thấy chư Phật này kiếm là chắt chiu từng chút hạnh phúc cho chúng sinh đấy. Mình phải thấy cái tâm của chư Phật như vậy. Cho nên thực ra ai mà nghĩ về chư Phật thì luôn luôn phải biết ơn chư Phật. Thật sự như vậy đấy. Chỉ có vì mình không tu được cái tâm biết ơn này, mình không thấy được cái ơn lớn của chư Phật đối với chúng ta. Chư Phật cái tâm lúc nào cũng thế, hằng nghĩ đến chúng sinh, hằng mong mỏi cho chúng sinh hết đau khổ, đạt được an lạc. Đấy là lẽ thật. Đấy, qua câu chuyện của thợ gốm Gatikara, chúng ta mới thấy Đức Phật, Ngài có bỏ một cái việc nào làm lợi ích chúng sinh đâu. Và đến cái việc dỡ mái nhà, Phật cũng cho đi dỡ mái nhà. Vì biết rằng mình dỡ cái mái nhà cho cái ông này là ông sung sướng cả tuần luôn đấy. Và cái hạnh phúc đấy mới khó kiếm chứ. Chứ Phật lại bảo bây giờ chở cho ông xe vàng, xe bạc, chứ chắc ông đã quý. Nghe không? Không quý, nhưng mà cái ông này mà ông được cúng dường như thế này là ông sung sướng lắm. Đó, nghe không? Thế cho nên chúng ta thấy cái câu chuyện này nó là một câu chuyện đặc biệt, rất là hay, để chúng ta thấy được chư Phật rất gần gũi với chúng ta, không phải gì xa lạ. Nhưng mà tâm chư Phật thì luôn luôn độ sinh, mong mỏi chúng sinh được nhiều hạnh phúc, được an lạc. Từ cõi khổ, chư Phật cứu chúng ta lên cái cõi bớt khổ hơn. Từ địa ngục, Ngài cứu mình cho thoát khỏi địa ngục, lên được ngạ quỷ súc sinh cho tới tái sinh làm người. Từ người rồi Ngài nhấc chúng ta lên cho đến các bậc hiền thánh. Đó, đấy là tâm chư Phật. Thì qua cái bài này để chúng ta thấy, chúng ta khởi tâm tri ân chư Phật rất nhiều, thấy được. Và chúng ta cũng học gương Ngài Gatikara, tinh tấn tu học. Wow, đầy đủ tâm tin kính thuần thành với Tam Bảo. Hôm nay chúng ta chuyển sang học bài 146 có tựa đề
Tại sao có lúc Đức Phật lại xưng mình là Bà La Môn, có khi xưng mình là vua? Tựa đề của bài là nói tại sao Đức Phật có lúc lại xưng mình là Bà La Môn, có lúc lại xưng mình là vua. Đó. Các Phật tử thì có thể chưa đọc nhiều kinh điển. Thì đúng thật như vậy, Đức Phật cũng từng xưng mình là Bà La Môn, mình là vua. Rồi cũng có khi Phật xưng ta là kẻ chăn trâu, ta là người đi buôn. Nghe không? Đó. Đấy. Ngài có thể nói, Ngài gặp người chăn trâu thì Ngài nói ta cũng chăn trâu đấy. Gặp người đi cày thì nói Ngài cũng đi cày đấy. Gặp người lái buôn thì Ngài nói Ngài cũng đang đi buôn đấy. Mà Ngài buôn thì cái lãi của Ngài là lãi nhất. Nghe không? Đặc biệt. Đó. Đấy, chúng ta thấy. Thế thì cái bài kinh này thắc mắc là tại sao Đức Phật lúc thì xưng mình là Bà La Môn, lúc lại xưng mình là vua. Nghe không? Thì chúng ta vào theo dõi văn kinh. Vua Milan Đà mới nói rằng, thưa Đại Đức, Bà La Môn là giai cấp tu sĩ ngoại đạo, tôn thờ thần linh, có gia đình hoặc xuất gia, thuộc về giáo phái tà kiến, có phải thế không ạ? Ông vua Milan Đà, ông hỏi tỳ kheo Na Tiên là cái đạo Bà La Môn thì cái giai cấp này là ngoại đạo, đối với đạo Phật là ngoại đạo, nó tôn thờ thần linh, hoặc là họ sống có gia đình, hoặc họ cũng xuất gia tu hành. Nhưng mà nó là tà đạo, tà kiến, có phải không? Đó. Thì chúng ta biết là trong giai cấp Ấn Độ có bốn giai cấp. Giai cấp đứng đầu trên hết là Bà La Môn, gọi là giai cấp Bà La Môn. Dưới giai cấp Bà La Môn là vua chúa, đấy, gọi là quan chức vua chúa. Dưới giai cấp vua chúa là giai cấp gọi là thương buôn. Dưới giai cấp thương buôn là nô lệ, là những người hầu, là những người khổ nhất, cùng đinh nhất. Đấy. Đó, thế thì cái giai cấp Bà La Môn tự họ cho là họ được sinh ra từ miệng của Phạm Thiên, cho nên họ cao quý nhất, họ hơn tất cả các giai cấp khác, hơn cả giai cấp vua chúa gọi là Sát Đế Lợi, hơn cả. Đó, họ là người mà nối thông với trời, với thần linh. Đó, như vậy đấy. Và đúng thật, cái giai cấp này họ được học hành rất nhiều kinh điển, triết lý, các cái triết học, các thứ là họ học rất nhiều, trình độ là họ rất giỏi, cho nên họ tự cho họ đứng lên trên tất cả các giai cấp còn lại. Thế nhưng mà họ thờ thần linh, họ thờ Phạm Thiên, thờ cái ông trời Phạm Thiên. Thì Na Tiên nói đúng rồi. Ông vua hỏi, thế tại sao Đức Đạo Sư tối thượng của chúng ta đôi chỗ lại tự xưng mình là Bà La Môn? Đó. Ví dụ như Ngài nói rằng Như Lai là một Bà La Môn, cũng đi trì bình khất thực xin cơm của thí chủ để nuôi mạng, vân vân. Điều ấy có đúng không? Có cần thiết phải hạ mình đến như thế không? Ngài không ngại thế gian họ hiểu lầm hay sao? Ông vua Milan Đà hỏi Na Tiên là, tôi có thấy Đức Phật đôi lúc Ngài cũng tự xưng mình tôi cũng là Bà La Môn đây. Ta là Bà La Môn, cũng đi ôm bát đi khất thực, xin cơm thí chủ nuôi mạng. Thì ông vua Milan Đà, ông nói rằng Đức Phật làm gì phải hạ thấp mình xuống thế? Giai cấp Bà La Môn nó là giai cấp không phải là cao quý, đặc biệt gì cả. Nó thờ, nó đi theo ngoại đạo, nó là tà kiến. Thế thì Na Tiên mới nói, Tâu Đại Vương, Đức Phật tự xưng mình là Bà La Môn, điều ấy có thật đấy. Chẳng phải là Ngài tự hạ mình, chẳng phải là để đề cao một giáo phái ngoại đạo. Đấy là cách nói chuyện thân mật gần gũi của Đức Phật nhằm hóa độ có hiệu quả mọi tầng lớp trong xã hội. Thì Na Tiên giải thích đây là cách của Đức Phật. Ngài đây là phương tiện thiện xảo khi Ngài hoằng dương Phật Pháp. Nghe không? Ví dụ bây giờ mà Thầy mà nói chuyện với mấy đứa trẻ con, mấy cháu bé nhi đồng ấy, thì Thầy cũng phải có điệu bộ giống như trẻ con. Các cháu thấy nó gần gũi. Nghe không? Đó, chứ bây giờ mà lúc nào Thầy cũng cứ nghiêm như thế này thì các cháu nó sợ hết vía. Nghe không? Đấy. Thế thì cho nên ấy, trong cái công việc hoằng pháp ấy, là phải rất khéo phương tiện. Và Phật Pháp phổ độ cho tất cả các tầng lớp, các giai tầng. Và vua quan có, trí thức có, công nhân có, nông dân có. Và rồi các cái tầng lớp khác trong xã hội. Và đầu trộm đuôi cướp cũng có.
Đã, đủ các thành phần. Đã, bản thân thầy cũng thế, phải gặp gỡ tất cả các thành phần đấy. Thì tùy mỗi thành phần, mình phải tùy duyên mình giáo hóa, tùy duyên để mình nói. Và mình làm sao mình mà đồng được với họ thì họ rất dễ thông cảm với mình, rất dễ có thể chia sẻ. Thế thì Đức Phật cũng thế. Ở đây Lan Tiên giải thích là Đức Phật đây là phương tiện của Ngài để Ngài giáo hóa chúng sinh. Nếu Ngài gặp Bà La Môn thì Ngài nói ta cũng là Bà La Môn, nhưng Bà La Môn của Ngài nó khác với Bà La Môn kia. Nghe không? Thế thì Na Tiên mới nói, khi nói chuyện với người nông dân, Đức Đạo Sư của chúng ta thì cũng sẽ nói thế này: này người nông dân, nông phu, Như Lai cũng là một nông dân, Như Lai cũng cày, cũng cuốc, cũng bừa, cũng gieo mạ. Cái cày bừa ấy là đức tin. Vâng, Như Lai lấy cày bừa của Đức, của Như Lai là đức tin. Tinh tấn gieo mạ ấy là những hạt giống thiện pháp. À, Như Lai cũng đi cày, là lấy đức tin làm cái cày để cày đất lên, cày sới mọi thứ. Chúng ta thấy có đúng không? Chúng ta tu học Phật Pháp thì cũng phải lấy tin đã. Mình chưa có trí ngay đầu tiên, mình tin Phật đã. Không biết đâu, cứ nhìn thấy mọi người cung kính Phật là tôi cũng thấy tin rồi đã. Hoàng, chắc là Phật phải có cái gì đặc biệt. Mà thấy ai từ vua đến dân cũng cung kính. Thì tôi chưa được học giáo lý Phật, nhưng tôi thấy mọi người kính Phật, tôi cũng tin. Thế tin rồi bắt đầu, từ đó mình bắt đầu mới dấn thân vào, mới tìm hiểu, mới học hỏi, mình mới mở được trí tuệ ra. Cho nên ở đây Đức Phật nói, ta cũng đi cày, ta cũng gieo mạ. Cái cày của ta là đức tin, lấy đức tin làm cái cày. Gieo mạ là gì? Tất cả những hạt giống thiện. Đấy, đi đâu Ngài cũng gieo rắc hạt giống thiện. Đó là gieo mạ đấy. Nhá, rồi mai mốt cái mạ đấy mọc thành cây ra, ra quả cho chúng ta thu hoạch. Khi nói chuyện với một người thương buôn, Đức Thế Tôn sẽ nói, này người thương buôn, Như Lai cũng là người đi buôn, Phật cũng là người đi buôn. Như Lai có tiền bạc, Như Lai duỗi ngựa đường xa, Như Lai mua những món hàng chỗ này, chỗ kia. Tiền bạc của Như Lai đó là lòng tin, là giới. Ngựa của Như Lai đó là tinh tấn. Đấy, chúng ta thấy không? Đức Phật nói, tiền bạc vốn để đi buôn của Ngài là đức tin, và là giới đức. Con ngựa để đi buôn, cưỡi đi buôn đó là sự tinh tấn. Nghe? Luôn luôn cố gắng, không mệt mỏi. Đấy cũng là con ngựa đấy. Đấy, hôm nay các Phật tử cũng phải cưỡi con ngựa tinh tấn mới lên chùa. Và hôm nay ngày 30 tháng 7 ở nhà cũng ghi lễ bái này khác. Thế hồi là con cháu xa gần nó về. Nhưng mà thôi, việc học Pháp là đặt lên trên, cho nên tinh tấn, cưỡi con ngựa tinh tấn này, hôm đang đi buôn một chuyến mẻ hàng này là có lãi lớn đấy. Nghe không? Lên chùa thầy nói, đi chùa là lãi cao nhất, thầy nói đấy. Riêng chuộc đi chùa, học Phật, tu học là lãi suất cao nhất. Thầy nói đấy, không có cái gì bằng đâu. Đúng không? Đại vương nghĩ thế nào với cách nói chuyện như vậy, dẫn đề như vậy, sự thuyết phục hóa độ cụ thể có dễ dàng, có tạo nên thêm sức mạnh hay không? Chắc chắn là có sức mạnh rồi. Na Tiên nói lại nữa, Tâu Đại Vương, trường hợp Ngài xưng mình là Bà La Môn còn có tính hóa độ sâu sắc hơn thế nữa. Đại Vương nên biết, nên hiểu rằng Bà La Môn vào thời Đức Phật tại thế đã thoái hóa, đã biến chất, đã suy đồi, đã phản bội lý tưởng ngàn xưa của tiền nhân họ. Kinh sách cổ xưa của Bà La Môn nói về giới hạnh tu tập thiền định là để thực hành con đường nhằm có thể đến cộng trú với Phạm Thiên. Phạm Thiên là cảnh giới cao quý, thanh tịnh, chói sáng, nơi đã thoát ly mọi ô nhiễm, cấu uế của ngũ trần dục giới. Đại Phạm Thiên, vị vua của cõi trời này, có rất nhiều oai lực, nên Bà La Môn rất ngưỡng vọng và tôn thờ. Đại Vương nên biết rằng, trong tiếng Phạn, Phạm Thiên là Brahma và Bà La Môn là Brahma, Brahmano. Đó, Na Tiên mới giải thích thế này. Cái thời mà khi Đức Phật còn đang tại thế đó, thì cái giai cấp Bà La Môn ở Ấn Độ đã bị suy thoái rồi. Nó đang suy thoái, nó đang biến chất, nó đang gọi là hủ bại. Còn thực chất cái đạo Bà La Môn ngày xưa đấy, nó cũng rất quý. Tức là tu theo đạo Bà La Môn là mục đích, cái người tu theo đấy là sau này chết được sinh lên trời, cõi trời Phạm Thiên, được sống với Phạm Thiên.
Mà ông trời Phạm Thiên ấy, ông trời Phạm Thiên ấy, ông là cái người giống như đầu tiên sinh về cái trái đất này. Đó, giống như là cái một trong những người đấy sinh về cái cõi giới, cõi Sa Bà này của chúng ta. Cho nên ông tự ông nghĩ ông là người sáng tạo ra thế giới này. Đó, cũng giống như là bên Công giáo Đức Chúa đấy, là người sáng nói là người sáng tạo ra thế giới. Thì cái ông trời Phạm Thiên này cũng thế. Ông cho rằng ông là người sáng tạo ra thế giới này. Và đặc biệt cõi trời Phạm Thiên làm cõi trời rất là cao quý. Nó ở đó nó xa lìa cái ngũ dục trần này, nó không có những cảnh trời cảnh này. Cho nên cõi trời đấy gọi là cõi trời Phạm Thiên. Và người tu hành thì cũng được gọi là tu Phạm Hạnh. Cái chữ Phạm Hạnh nghĩa là gì? Cái hạnh thanh tịnh. Cõi trời Phạm Thiên rất thanh tịnh. Nghe không? Cho nên các thầy đi tu này cũng phải tu Phạm Hạnh. Nếu không có Phạm Hạnh, không được sinh cả lên cõi trời Phạm Thiên, chứ đừng nói là thành thánh hiền gì cả. Đó, thì cái đạo Bà La Môn ấy, tu sĩ Bà La Môn hay giai cấp Bà La Môn là người ta phụng thờ ông trời Phạm Thiên. Và họ nghĩ ông trời Phạm Thiên là chúa tể của muôn loài, sinh ra người, sinh ra muôn loài vạn vật, sinh ra trái đất này. Cho nên cái những người ở giai cấp Bà La Môn là họ phụng thờ trời Phạm Thiên và họ tu các cái điều Phạm Hạnh để sau khi chết họ được sinh lên cõi trời Phạm Thiên, cộng trú với trời Phạm Thiên, gọi là sinh về nước trời đấy. Nghe không? Sinh về nước trời. Thế thì thực sự mà nói, cái đạo Bà La Môn nguyên ủy đấy cũng rất là cao quý. Họ cũng rèn luyện con người sống rất là tốt đẹp, cũng rất có đạo đức. Thầy nói cũng giống như là đạo Nho của chúng ta đấy, Nho giáo, dạy con người quân tử rất tốt, có phải không? Một người quân tử sống phải có gì? Có nhân nghĩa, lễ, trí tín. Năm cái đức này, ai mà sống được? Thầy nói thật, Phật tử của mình ấy, mà tu được năm cái đức của người quân tử Nho giáo thì cũng tốt vô cùng. Đó, chứ đạo Nho cũng là dạy con người lên rất tốt. Thế thì cái đạo Bà La Môn nguyên ủy cũng dạy con người ta sống tốt đẹp để sau khi chết mới được sinh lên cõi trời Phạm Thiên. Nghe không? Thế nhưng bây giờ thì nó bị tha hóa biến chất rồi. Đó, cái đạo thời Đức Phật xuất hiện thì đạo Bà La Môn đã tha hóa biến chất. Đó. Cho nên cái chữ mà Bà La Môn ở trong tiếng Phạn nó đọc là Brahma, và bà, đấy là chữ Phạm Thiên. Còn Bà La Môn thì nó có gốc của chữ Brahma, đó là Brahmano, thêm chữ no vào. Nó gốc từ đấy, Brahma và Brahmano. Đó, thế thì nó đều từ gốc của cái chữ này, chữ Phạm Thiên này, chữ Bà La Môn là như vậy. Vậy một Brahmano, tức là một Bà La Môn, muốn được gọi là một Brahmano thì phải thực hành con đường đi đến cõi Phạm Thiên. Con đường ấy được gọi là Brahma Kairiya, tức là Phạm Hạnh. Chữ Phạm Hạnh Đức Phật thường dùng để chỉ đến giới hạnh cao thượng của hàng ngũ xuất gia. Đức Phật sau này cũng mượn cái chữ Phạm Hạnh này để chỉ cho người xuất gia. Người xuất gia phải tu Phạm Hạnh. Và đúng con đường đó, không thể không tu Phạm Hạnh mà đắc giải thoát được. Tâu Đại Vương, vậy một Bà La Môn chân chính vốn rất cao quý, cao thượng, chứ không phải tầm thường đâu. Đức Phật rõ là muốn hóa độ những người Bà La Môn trở về với ý nghĩa chính đáng của chữ Bà La Môn đích thực của mình, chứ không phải Bà La Môn thoái hóa, biến chất, nhãn hiệu, thiếu thực tế, xã hội, xa mất cội nguồn, sống đời lợi dưỡng, xa hoa trong truyền thống, tập cấp của họ. Đức Phật khi mà Ngài nói đến chữ Bà La Môn là Ngài muốn nhắc cho cả giai cấp Bà La Môn, ta cũng là một Bà La Môn, mà Bà La Môn nguyên nghĩa của nó. Còn các ông bây giờ là xa rời mất rồi, các ông thoái hóa biến chất rồi. Ông vua Minh nào nghe thấy ông nói hay lắm, bây giờ chấm mới hiểu được khi Đức Phật nói Như Lai cũng là một Bà La Môn, tức là muốn nói đến Bà La Môn chân chính nguyên ủy ấy. Đó. Xin Đại Đức cho nghe thêm một số đức tính cao thượng của Bà La Môn nữa đi. Ông vua ông hỏi, Na Tiên mới nói, như Đại Vương đã hiểu, một người Bà La Môn xuất gia chân chính phải lấy việc khất thực làm phương tiện để nuôi mạng. Đó, cho nên cái pháp khất thực của chư Phật và chư Tăng ấy là cũng được học từ giáo phái Bà La Môn. Đó, người Ấn Độ ngày xưa
cũng mà họ đi tu theo đạo Bà La Môn, họ cũng ôm bát đi khất thực đấy. Không được nuôi mạng bằng buôn bán các nghề nghiệp, xem thiên văn địa lý, bói toán tử vi bốc xăm để lấy tiền thiên hạ. Khi đi khất thực phải giữ tâm bình đẳng thanh tịnh trước người giàu kẻ nghèo, vật thực ít hay nhiều, ngon hay dở, phải chính niệm tỉnh giác khoan thai, nuôi dưỡng tâm từ tâm xả, vân vân. Tâu Đại Vương, đi khất thực nuôi mạng như vậy có được gọi là cao thượng không? Đấy, Na Tiên nói là các vị Bà La Môn ngày xưa mà đi khất thực, họ cũng đúng với tâm như vậy, không phân biệt kẻ giàu người nghèo, đồ ăn ngon hay dở. Wow, không phân biệt, người ta cúng thập phẩm thực mà ăn được là thọ nhận, chứ không phân biệt mà hôm nay nhà cô cúng đồ này dở quá tôi không lấy, không được. Cho nên chư tăng chùa mình ở đây thực hành hành khất thực cũng thế, Phật tử mang lên mà cúng cái gì mà nuôi sống được mạng sống là các thầy phải nhận. Wow. Đấy, kể cả mang cơm mà khê lên rồi cúng các thầy cũng nhận, không có sao cả. Nghe không? Cơm khê, cơm sống mà ăn được các thầy cũng nhận. Nghe không? Đó, thì chư tăng đi khất thực là phải thế. Cho nên thầy nói đấy, có những cô mà cúng một quả dừa vào đầy bát là các thầy cũng phải nhận, không nhận được cái gì nữa, cũng phải nhận quả dừa. Đó. Thứ hai, nếu được gọi là Bà La Môn thì Bà La Môn ấy phải nuôi dưỡng đức tin trong sáng cho mọi người bằng cách sống đời xuất gia phạm hạnh, phải có kiến thức về pháp học để tiêu trừ nạn vấn nghi nan cho nhiều người. Đức Thế Tôn là bậc thầy trong tam giới, Ngài phải phá nghi cho nhân loại, cho Đế Thích Phạm Thiên, cho Diêm Chúa Dạ Xoa Atula, vân vân. Đấy, cái đạo sĩ Bà La Môn ngày xưa đó, họ cũng phải học rất là nhiều, thưa đại chúng. Họ rất trí tuệ để họ giải nghi trừ tất cả, họ biết xem cả tất cả các thứ đấy. Tương số thiên văn thì họ biết được đấy. Học rất nhiều. Các lý, các dịch họ xem hết, triết học họ học hết. Đó. Thì mới xứng là Bà La Môn đấy. Không phải chuyện thường đâu, thưa đại chúng. Đó. Chứ còn bây giờ không phải là chúng ta thì nhiều khi, nhiều nơi cũng đơn giản. Cứ cạo tóc xuất một cái là xuất ra là thành thầy mất rồi. Và thành thầy thì cứ nghĩ là mình giỏi ngay rồi, mình hơn thiên hạ rồi là chết đấy. Cho nên chư tăng bây giờ cũng thế, nó có một cái phải rèn giũa rất nhiều mới được, mà cũng phải thật khiêm hạ. Chứ không phải bây giờ mình thì cũng có một cái là đặc biệt là xuất ra rồi, một cái mới xuất ra xong nghĩ ngay mình đã là cao thượng rồi. Cái đó là cái không hay, mình phải học rất nhiều. Thầy nói đấy, cái này chư tăng phải học. Đây là đạo sĩ Bà La Môn người ta còn phải học như thế, thì chúng ta phải học rất nhiều. Thứ ba, Bà La Môn phải sống đời dứt bỏ, xả ly mọi bất tịnh trần cấu dục lạc. Phải cô đơn một mình như loài tê giác ở trên lộ trình ấy, chẳng có ai là bạn, chỉ có mình tự giải quyết vấn đề của chính mình. Đức Thế Tôn cũng chỉ đơn độc một mình dứt bỏ, xả ly mọi bất tịnh trần cấu của cõi cả ba cõi. Giải thoát sinh già bệnh chết, tận tuyệt vô minh, phiền não, chiến thắng tất cả ma quân để đến nơi vô sinh bất diệt. Đó. Ở đây Na Tiên ấy đang nói về nguyên nghĩa của chữ Bà La Môn. Nếu người tu sĩ theo đạo Bà La Môn như đúng nguyên ủy của nó thì cũng rất cao quý. Nhưng người ấy mà chỉ gặp chính pháp của Phật thôi ấy, là họ chứng đắc ngay đấy. Vì họ cũng gột rửa mình rất nhiều rồi, họ thanh lọc mình rất nhiều rồi. Đó. Tu được như vậy, cho nên Thầy nói các nho sĩ đó, khi họ sống đúng bản chất của một nho sĩ, thì họ mà tu Phật của mình cũng rất nhanh chứng đạo. Rất nhanh chứng đạo, chứ không phải không đâu. Cho nên thưa đại chúng, con đường Phật Pháp của chúng ta bắt buộc phải hoàn thiện nhân cách. Chúng ta phải hoàn thiện nhân cách, tức là hoàn thiện tư cách con người, nhân cách đấy. Không thể nào có chuyện thành bậc hiền, bậc thánh mà lại tư cách con người lôi thôi, không đủ phẩm chất của con người. Đại chúng nhớ thế. Cho nên là chùa mình tới đây, cái việc xuất gia cũng thế, là các thầy kiểm tra rất kỹ, rèn luyện, tôi luyện rất kỹ đó, để cho phải đủ những cái phẩm hạnh. Ít nhất phải là một người tốt, một người con có đủ đức hạnh của một con người rồi mới tiến lên bậc hiền thánh được. Chứ không thể nào mà vẫn còn đầu trộm đuôi cướp, láo lơ mà lại cạo tóc tu mấy hôm thành hiền thánh, không có cái chuyện đấy. Đại chúng thấy không? Không thể có. Cho nên ai cũng thế nhỉ. Nếu chúng ta thấy cái nhân cách của mình còn thiếu, khiếm khuyết, mình phải bồi dưỡng cho mình cho đầy đủ. Những cái đức của con người thôi còn thiếu,
Thầy nói thôi, năm cái đức của một vị quân tử, một người quân tử chúng ta phải tu cho được, bồi dưỡng cho mình vào. Mình sống đã có lòng nhân chưa? Mình sống có tình nghĩa chưa? À, mình sống đã có đạo đức lễ độ chưa? Mình sống đã có uy tín với mọi người, được mọi người tín nhiệm chưa? Mình sống mình đã biết tư duy, dùng trí tuệ để vào các công, các việc chưa? Đó, Thầy nói đấy, mấy cái đó thì mình tu thôi. Thật sự là tu cái đó cũng phải hết cả đời rồi chứ đừng nói. Đó, để thành đức một con người đã. Thành người rồi mới thành thánh được. Chưa thành hồn người chưa xong thì làm sao đòi thành thánh được. Nha. Thứ tư, một Bà La Môn chân chính phải luôn nuôi dưỡng thiện pháp, sống hành theo thiện pháp. Còn Đức Thế Tôn thì đã đạt tới nơi toàn thiện. Ở đây, Na Tiên nói, đã là Bà La Môn, tu theo đạo Bà La Môn mà nguyên nghĩa của nó thì cũng phải hành thiện pháp, luôn luôn phải sống thiện. Nhưng Đức Phật của chúng ta thì Ngài đã toàn hảo rồi. Ngài là toàn chân, toàn thiện, toàn mỹ rồi. Đó. Thứ năm, một Bà La Môn chân chính phải thông hiểu Tam Vệ Đà, giữ gìn truyền thống tốt đẹp lâu đời về giới hạnh, kỷ luật, kinh điển về giáo dục, vân vân, rồi truyền lại cho thế hệ hậu lai. Đức Thế Tôn cũng y như thế, trong việc dạy dỗ pháp học, pháp hành đến cho tứ chúng, chế định luật giới cho mỗi chúng không mệt mỏi giáo huấn người, trời, Đế Thích, Phạm Vương, A-tu-la, quỷ thần, vân vân. Ở đây Na Tiên so sánh Đức Phật của chúng ta, những cái việc của Bà La Môn là Đức Phật đã làm hết rồi, đầy đủ viên mãn, còn vượt xa cả như vậy, vượt xa hơn cả. Thứ sáu, Bà La Môn chuyên tâm về thiền định, Đức Phật cũng chuyên tâm về thiền định. Khi muốn nghỉ ngơi, Đức Phật thường trú ở định Phạm Thiên Tịnh Cư. Đó. Khi Đức Phật mà dưỡng thần thì Ngài thường trú ở trong cái thiền định Phạm Thiên. Nó cũng vào cái tầm tứ thiền, tam thiền hoặc tứ thiền rồi. Thứ bảy, Bà La Môn hằng biết rõ sự thực hành để đi đến các cảnh giới cao cả. Đâu là cõi nhỏ, cảnh giới cao cả, đâu là cõi lớn, cảnh giới cao cả. Đức Thế Tôn cũng hằng biết như thế, nhưng lại mênh mông và vô lượng hơn nhiều. Đức Phật thì biết hết, không cái gì Đức Phật không biết, các cõi giới, các cảnh giới. Vậy thì danh hiệu Bà La Môn ấy chẳng phải do sự tôn xưng của Phật Phụ, Phật Mẫu, Thượng Tộc Thích Ca Vương, Đại Thần, Quân Binh, Bằng Hữu, cũng chẳng phải do sự tôn xưng của Chư Thiên Long Vương, Giả Xoa. Đức Đạo Sư là bậc toàn thắng ma, là bậc thập lực tuệ, có sức mạnh vô úy, tối thượng ở trên và ngoài cả ba cõi, thật chẳng có sự tôn xưng nào xứng đáng hoặc xứng danh được. Chỉ đến mười hồng ân, chỉ đến mười hồng ân tôn xưng Ngài cũng chưa đủ, huống hồ là cái danh hiệu Bà La Môn, dẫu là cao quý nhưng cũng chỉ thực hành con đường phạm hạnh để đi đến cõi trời Phạm Thiên, Đại Phạm Thiên, là cảnh giới nhỏ, là học trò của Ngài mà thôi vậy. Na Tiên sau khi phân tích như vậy thì Na Tiên mới nói, Đức Phật của chúng ta, Ngài không phải chỉ có cái danh hiệu Bà La Môn là còn rất nhỏ bé, Ngài đến 10 danh hiệu vẫn còn chưa đủ, chưa xứng với Ngài đâu. Đấy, Đức Phật thì đại chúng đều biết có 10 danh hiệu thường tôn xưng Ngài là Như Lai, Ứng Cúng, Chính Biến Chi, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiền Nhân Sư, Phật Thế Tôn. 10 cái danh hiệu này để gọi Đức Phật, tôn kính Đức Phật. Nhưng 10 danh hiệu này cũng chưa đủ hết cái công đức của Ngài đâu. Thế cho nên cái danh hiệu Bà La Môn thì thấm thía gì? Nghe không? Bà La Môn chưa là cái gì cả. Đây là Tiên phân tích. Bà La Môn chưa là gì. Nhưng vì Phật độ cho cái hàng Bà La Môn thì Phật nói ta cũng là Bà La Môn như các ông đây. Nhưng Bà La Môn của ta là tối thắng, tối thượng, chứ không phải Bà La Môn như các ông. Vâng, quả đúng như vậy. Bà La Môn là danh hiệu khả dĩ để đối thoại, đàm thoại với chúng Bà La Môn để họ trở về được với phẩm hạnh Bà La Môn chân chính của mình. Vua Milan Đà nói. Na Tiên mới nói, đúng thế, đó là phương tiện giáo hóa ở một xã hội Bà La Môn giáo đang thịnh hành vậy. Vua Miên Đà tiếp, vậy danh hiệu ấy chấm đã hiểu rồi, nhưng còn danh hiệu vua, có lần Đức Thế Tôn nói rằng, này Đại Vương, Như Lai cũng là vua, cũng là người nâng đỡ 10 vương pháp. Điều này được hiểu ra sao?
trong 10 hồng ân không có, vậy ta phải hiểu cách hiểu bà, như cách hiểu Bà La Môn hay sao? Ông vua Milan Đà ông lại thắc mắc, thôi được rồi, cái mà giải thích về Đức Phật xưng ta là Bà La Môn ấy, thì tôi tạm hiểu như thế được rồi. Thế còn bây giờ Đức Phật thỉnh thoảng cũng lại xưng là ta cũng là vua, thì tại sao lại xưng là vua là thế nào? Đó, ông cũng không hiểu. Nghe không? Đó. Thì chúng ta biết rồi, thật xét cho kỹ thì đúng Đức Phật cũng là vua. Thái tử chuẩn bị lên ngôi rồi đấy, thì cũng coi như là vua. Nhưng mà cái vua đấy là vua trần gian thôi. Còn đấy Đức Phật muốn nói ta là vua gì? Là vua của Pháp cơ. Vua Miên Đà mới nói, đúng thế, Đại Vương là bậc thông tuệ. Ông Đức Tỳ Kheo Na Tiêm nói, đúng thế, Đại Vương là bậc thông tuệ. Ngài có thể từ danh hiệu Bà La Môn mà giải thích về danh hiệu vua do Đức Phật tự xưng về nhân và quả của nó được chăng? Ông vua mới nói, có thể được, nhưng có chỗ nào không khế hợp hoặc thiếu sót thì Đại Đức bổ khuyết cho tôi. Đó. Ông Đức Vua Milan Đà nói thế này, thưa Đại Đức, từ xưa tới nay được làm vua do nhiều nguyên nhân khác nhau. Có kẻ do cha truyền con nối, có kẻ do đầu óc có trí lớn, có tài làm tướng, đánh bại và chinh phục đất đai, lãnh thổ của thiên hạ mà xưng làm vua. Có kẻ do có tài có đức được dân chúng tôn phục, kính mến và suy cử lên làm ngôi vua. Có kẻ do soán đạt giết cha, giết anh mà chiếm ngôi vua. Có kẻ do sự bất công xã hội, sự áp bức của giới cầm quyền mà nổi dậy đánh bại kẻ ác và xưng làm vua, vân vân. Như vậy tức là ở đây ông vua Milan Đà ông nói là có nhiều cái nhân duyên để lên làm vua lắm, nghe không? Có người là cha truyền con nối làm vua, ở Việt Nam mình cũng có cái tập tục cha truyền con nối. Rồi có khi có người là đánh bại giặc và rồi cũng tự xưng lên làm vua. Có người là cướp ngôi vua cũng lên làm vua, nghe không? Rất nhiều cái nhân duyên. Tuy nhiên, dẫu làm vua kiểu nào thì vị vua ấy cũng có các quan tham mưu đưa ra một chính sách để cai trị muôn dân, có một đường lối giáo dục theo kiến thức, quan niệm và chủ trương của vị vua ấy để tuyên dương, quảng bá chế độ của mình đến cho bá tánh. Đức Thế Tôn cũng y như thế, Ngài tu tập nhiều đời, nhiều kiếp đạt được quả vị chính đẳng, chính giác, làm vua một quốc độ rộng lớn mênh mông ở ngoài giới hạn của ba cõi. Ngài cũng có một chính sách, ấy là kinh, luật, luận, hằng tuyên dương, quảng bá, giáo dục tất cả chúng sinh, cõi trời, người, vua Đế Thích, Phạm Thiên, Long Vương, vân vân, biết quay về với chính pháp, sống và hành theo chính pháp. Thưa Đại Đức, điều thứ nhất ấy chấm vụng về đưa ra, Ngài đừng chê cười nhé. Ông vua ông mới nói, ông mới kể ra, dù làm vua như thế nào thì khi lên làm vua rồi á, anh cũng phải có một cái hệ thống bộ máy tổ chức để anh cai trị này, và để anh quảng bá, truyền bá cái đường lối cai trị của anh đến muôn dân, chủ trương đường lối của anh như thế nào. Dù là vua nào, khi lên rồi cũng đều phải như vậy cả. Đó. Thì Đức Phật của chúng ta thế, Ngài là vua mà không phải vua chỉ một nước, Ngài vua cả khắp tam giới và vượt ra tất cả ba cõi. Đó. Ở đây ông lấy cái ví dụ, Đức Phật nói Ngài là vua như thế. Và Ngài cũng có chính sách, đó là dùng kinh, luật và luận của Ngài, đấy là đường lối chính sách của Ngài. Và kinh, đấy chúng ta đang học kinh đây. Đó, rồi Ngài quảng bá giáo dục tất cả thần dân là tất cả chúng sinh. Mà chúng sinh đây không phải chỉ loài người, đủ tất cả, lục đạo Ngài đều dạy hết. Đó. Thì kính thưa đại chúng, trong kinh Đức Phật có dạy 10 cái vương pháp mà một vị vua tốt phải thực hành. Một vị vua mà thật sự xứng đáng là vua mà biết cai trị nhân dân thì phải thực hành 10 cái vương pháp như thế này. Một là vị ấy phải có khí độ rộng lượng, cao thượng vì dân chúng chứ không phải vì bản thân. Ông nào làm vua mà tu được cái đức này phải có tâm tính rộng lượng, cao thượng và hành động vì dân chúng chứ không vì bản thân.
Thứ hai là sống có đạo đức và hướng dẫn dân chúng sống đạo đức. Tự mình phải sống đạo đức và hướng dẫn dân chúng sống đạo đức. Thưa đại chúng, dân thì người ta học theo vua rất nhiều. Đó, hôm trước, chùa mình có ngài Thống tướng Chan Chia ở Campuchia, ngày sang để nói chuyện. Vì vua của Campuchia, dân ta rất cung kính. Hay vua của Thái Lan thế, dân người ta kính vua vô cùng. Vua là ông thống tướng, là ông nói rất hay. Chính quyền thì cai trị nhân dân, cai trị. Nhưng vua là gì? Vua là thống trị toàn bộ luôn. Chứ còn chính quyền thì dùng quyền lực pháp luật để cai trị nhân dân. Nhưng còn vua là thống trị toàn bộ, tức là thống lĩnh toàn bộ cả thân tâm của nhân dân luôn. Cho nên những nước mà có vua bây giờ đấy, họ theo cái chế độ quân chủ đấy, vẫn còn vua. Rất nhiều nước còn vua, phải không? Đấy, như ở Anh còn nữ hoàng vẫn là vua đấy. Nhưng mà dân người ta rất tôn kính vua. Đấy, chính phủ làm gì thì làm, phải không? Nhưng mà vua vẫn đứng yên, không ảnh hưởng gì cả. Đó, chính phủ có thể thay thế nhưng vua vẫn tại vị. Họ rất tôn trọng vua, rất kính trọng vua. Đấy, ở Thái Lan, vị vua Thái Lan mất vừa rồi đấy, phải không? Dân họ kính trọng như thế nào, họ thương tiếc như thế nào. Cho nên cái vị vua rất là hay. Thực ra cái chế độ có vua thầy thấy nó cũng rất là đặc biệt chứ không phải không đâu. Mình nghĩ thời đại văn minh như thế này rồi, đất nước mình không có vua nữa. Nhưng mà tại sao những cái nước họ rất tiên tiến, họ vẫn có vua? Nghe à? Nó hay thế đấy. Vì vua ông ấy thống trị cả kể đức tin cho nhân dân luôn. Lòng tin, đức tin, ông vua cũng là người thâu tóm hết. Cho nên ông thống trị, khác với cai trị. Đấy, cái chúng ta phân biệt hai chữ. Ngài thống tướng ngài nói rất hay. Cai trị là dùng quyền lực, dùng pháp luật cai trị, trị dân. Sai tôi xử tôi phạt. Nhưng còn đây là thống trị, là mọi người quy nạp hết, quy phục hết. Đó, cái đấy là cái rất đặc biệt. Thế thì một vị vua mà như Đức Phật dạy phải biết thực hành 10 cái vương pháp. Cái vương pháp thứ nhất ấy là sống có khí độ rộng lượng, cao thượng, vì dân chứ không được vì bản thân. Thứ hai, phải sống đời đạo đức và hướng dẫn nhân dân sống theo đời lối sống đạo đức. Tự mình phải rèn luyện đạo đức chính mình. Đó. Thứ ba, sẵn sàng hy sinh lợi ích cá nhân để cho dân, cho nước. Cái này chúng ta thấy ở đất nước mình được Bác Hồ, thấy không? Cả đời, một đời vì nước, vì non, vì dân, đúng không? Một đời hy sinh vì dân, vì nước. Bây giờ kiếm được một người như thế thật là hiếm đó, nhà chúng. Khi một người như thế, cho nên dân người ta mới yêu quý, yêu kính. Cho nên Thầy nói cho Bác Hồ chúng ta cũng phải vào hàng thánh rồi. Những ai, những mấy cô, mấy bác mà đã chứng kiến cái năm Bác Hồ mất ấy vào. Đấy, đời tuôn nước mắt, trời tuôn mưa thì mình biết không phải chuyện bình thường. Nếu không phải là người bậc thánh thì không cảm ứng trời đất như thế được đâu. Đó, đấy là cái đặc biệt. Cho nên Thầy tin bác vào bậc thánh, hàng thánh rồi, chứ không phải chuyện nhỏ. Thứ tư là phải trung thực và liêm khiết, công bình, chính trực. Đấy, một vị vua, đây là một vương pháp, pháp của vị vua. Phải thực hành, chính mình phải sống trung thực và liêm khiết, rồi lại công bình và chính trực. Giống như Bác Hồ dạy, phải gì? Cần kiệm, liêm chính, trí công vô tư. Đấy. Thực ra là Bác học rất nhiều trong kinh pháp của Phật. Bác rút ra những cái câu dạy rất đặc biệt. Vị vua mà tốt phải sống trung thực. Vua mà lại xảo trá, dối trá, lừa đảo thì không được. Nói trước gọi là bội hứa, linh tinh cả, không được, mất lòng tin của dân. Rồi bản thân mình phải công bình, chính trực. Đó. Thứ năm là phải nhân từ, đức độ, có hành vi và cách ứng xử nhu hòa, từ ái với mọi người. Đấy, một vị vua nhân từ, đức độ. Cái này thì chúng ta thấy vua Trần Nhân Tông của chúng ta lại là tấm gương sáng điển hình. Ở chỗ này Thầy nói, thực sự nói vua Trần Nhân Tông thì cũng rất xứng đáng với tất cả các cái phẩm đức này. Thế cho nên ấy, thời Trần mới vững mạnh được. À, xét cho kỹ, đức vua Trần Nhân Tông chúng ta hội tụ được đủ những cái yếu tố này. À, thứ sáu, phải sống thanh cao giản dị, không thủ oán tị hiềm. Vua Trần Nhân Tông từ bé đã biết ăn chay rồi. Sống thanh cao giản dị, không tham nhiều cung phi mỹ nữ gì cả.
Thường mà mấy ông vua nhà ta mà lên ngôi một cái là tuyển cung phi mỹ nữ biết bao nhiêu, cái gì cứ ngót nghét hàng trăm, à, còn nhiều những là mấy trăm. Thế mà vua Trần Nhân Tông mình thì không, không có thế. Mặc dù chế độ của vua là được tuyển các cô gái đẹp vào để làm thê thiếp trong cung, nhưng mà ngài không, không tuyển. Đấy. Sống rất thanh cao giản dị. Thứ bảy là thực thi bất bạo động, không làm tổn hại bất cứ ai. Một vị vua mà đúng như Pháp Phật dạy thì phải thực hành cái bất bạo động, tức là không có dùng những cái tính chất bạo động vào, thực thi cái đó để cho dân chúng họ yên ổn, không dùng cái chỗ này giấy binh để đánh chỗ kia ở trong nước, không có dùng, phải làm sao để bất bạo động. Cái này thì chúng ta thấy ở Ấn Độ có vị Thánh Gandhi đấy, ông thực hành cái này được. Đó. Thứ tám, có lòng kiên trì và nhẫn nại, phải có cái đức kiên trì và nhẫn nại. Thứ chín, phải lấy dân làm gốc, đưa ý dân lên hàng đầu. Cái này là vua Trần Nhân Tông chúng ta làm được. Cái hội nghị Diên Hồng, hội nghị Bình Than, nghe không? Đấy là cái mà đầu tiên chúng ta đặt ý dân lên, lên đầu đấy. Nào, có đánh hay hòa, chúng ta học đấy. Là đức vua Trần Nhân Tông chúng ta học được cái này đấy. Đấy, cái hội nghị đấy, hội nghị Diên Hồng đấy, là lấy ý dân làm gốc đấy, đánh hay hòa, dân quyết. Đó, thì đây Đức Phật cũng dạy đấy, cái vị vua mà đúng trị dân, đúng pháp á, gọi là pháp của vua, vương pháp, thì phải biết lấy dân làm gốc, đưa ý dân lên, lên hàng đầu. Vua phải tôn trọng ý của nhân dân. Và thứ 10 là tôn trọng sự hòa hợp trong nội bộ quốc gia và hòa bình thế giới. Một vị vua mà đúng vương pháp, thực hành đúng vương pháp là phải biết gì? Tôn trọng sự hòa hợp ở trong nội bộ quốc gia, phải giữ làm sao cho hòa hợp. Tất cả các dòng họ, các đầu mối phải hòa hợp với nhau và tôn trọng hòa bình của các quốc gia nữa, của thế giới nữa. Đấy, bây giờ chúng ta, đất nước chúng ta không thể nào tách rời với thế giới. Chúng ta phải giữ được hòa bình trong khu vực, hòa bình của cả thế giới. Mà cái mà người dân thật sự ai cũng chỉ mong được sống trong hòa bình thôi. Các bạn mong sống hòa bình chứ chẳng ai muốn chiến tranh cả. Đó, nhiều khi là chỉ do mấy cái anh đứng đầu và giận nhau một cái là đem bom đánh nhau thôi. Đó, vua chúa ngày xưa thì hai ông vua mà ghét nhau là đem quân đánh nhau. Thì dân khổ thôi, chết dân đó. Rất là khổ đấy, chỉ nhiều khi là chỉ do ý của mấy ông thôi. Đó, đấy. Nên cho nên bây giờ một vị vua mà đúng thực hành vương pháp thì phải thế, phải yêu chuộng hòa bình, phải giữ được ổn định cho dân trong nước mình, không chiến tranh, không đao binh. Đấy là giỏi. Cho nên thời nhà Trần Thầy nói rất là hay. Nha, chúng ta thấy hay lắm đó. Đó, chúng ta rất nhiều cái đặc biệt mà chúng ta lấy được, chúng ta lấy được đất. Đấy, vua Trần Nhân Tông gả công chúa Hiền Chân để rồi được dâng đất cho mình mà lại giữ được không chiến tranh. Cái đó đều là những cái ngoại giao hòa bình rất đặc biệt, là ngài học từ trong Pháp Phật mà ra, rất là hay. Đó. Nhưng thưa đại chúng, thế thì ở đây cũng thế, 10 cái này gọi là 10 vương pháp Đức Phật. Đấy, Đức Phật của chúng ta dạy cho các vị vua mà sống thực hiện đúng 10 vương pháp này thì vị vua ấy xứng đáng là vị vua anh quân, minh quân và lợi ích cho dân, cho nước vô cùng. Đó. Vua Minh Lan Đà nói tiếp, điều thứ hai, đức vua khôn khéo áp dụng phương vương pháp. Đó, đó là vương pháp đấy. Tuy cũng là pháp luật, nhưng pháp luật này mềm dẻo, thấu tình đạt lý để cai trị muôn dân. Người trong hoàng tộc không thể ỷ y mình là ngọc cành, là lá ngọc cành vàng để sống đời vinh hoa, phù phiếm. Vương pháp sẽ không tha cho họ. Bọn phản nghịch, nổi loạn sẽ có tinh binh uy dũng đánh phạt. Tùy theo tội nặng nhẹ mà tử hình, chung thân, phạt tiền, phạt trượng, cảnh cáo hoặc tha bổng. Kẻ trộm cắp giết người, bất chính lừa đảo, vân vân đều có hình phạt. Người có công thì được khen thưởng rất xứng đáng, người tài hiền được nâng đỡ, đón mời, thỉnh vào triều với chức cao vọng trọng, cho bá tánh nương nhờ. Các ngành nghề lao động thủ công được khuyến khích đề cao hỗ trợ, kinh thư thánh hiền được dạy dỗ cho muôn dân. Đấy là một vị vua tốt, một vị vua tốt. Nói tóm lại, đức vua tối thượng ấy ngồi dưới chiếc lòng trắng tinh sạch trang nghiêm,
uy vũ tượng trưng cho quyền lực của vương pháp, luôn thương yêu và chăm lo cho dân, làm cho dân giàu nước mạnh, sống thuận hòa, ấm áp, chứa chan tình người và đạo nghĩa. Đức Tối Thượng Sư của chúng ta cũng y như thế và còn hơn cả thế nữa. Đấy, vua Milan Đảo, ông dẫn ra, ông giải nghĩa được. Một vị vua mà thực hành vương pháp thì phải như vậy, vị vua ấy sẽ làm lợi ích cho muôn dân. Nhưng Đức Phật của chúng ta thì Ngài cũng là vua, nhưng mà Ngài còn hơn cả các vị vua ấy. Đó. Vương pháp tức là chính pháp. Đối với Đức Phật, vương pháp của Ngài là gì? Là chính pháp Ngài tuyên giảng. Đấy là vương pháp. Kẻ trong hoàng tộc chính là thân tộc Thích Ca Vương cũng phải được dạy dỗ nghiêm khắc, giúp họ biết bố thí, cúng dường, nghe pháp. Đây chúng ta thấy khi Đức Phật Thích Ca về độ cho hoàng tộc của mình, cũng phải dạy cho tất cả con em trong hoàng tộc biết bố thí, biết cúng dường, biết cung kính, biết nghe pháp. Và sau khi Đức Phật về, cái là một loạt kéo đi xuất gia. Đấy, muốn nào đi xuất gia, xin theo Phật đi xuất gia. Con em toàn vương tôn công tử đó, hiểu được Phật pháp đấy họ. Đấy là Phật độ cho. Và cho xuất gia kể cả hoàng tử, thái tử hoặc ngay cả con ruột của mình là La Hầu La cũng được Phật độ cho đi xuất gia. Muôn dân chính là tứ chúng, là bá tính, chính là chúng sinh ba cõi. Đó, ở đây ông vua Milan Đảo đang lấy ví dụ Đức vua ở trần gian độ muôn dân thì Phật cũng độ muôn dân. Muôn dân đây là tứ chúng của Phật, là tăng ni, là Phật tử nam nữ của Ngài. Đấy là muôn dân. Đấy là tứ chúng. Bá tính tức là chúng sinh trong ba cõi. Đức Phật không chỉ độ muôn dân mà độ hết tất cả bá tính, là chúng sinh trong ba cõi, dục giới, sắc giới, vô sắc giới, độ hết. Đó. Kẻ sái quấy thực hành không đúng pháp thì đã có giới luật đình tội, trục xuất hoặc khinh hoặc trọng tùy theo giới phạm mà răn dạy. Tất cả đều phú túc phú cường. Trong một giáo pháp toàn hảo, chặng đầu, chặng giữa và chặng cuối, vô lượng kẻ đạt ngộ đạo quả bốn bậc, vô lượng kẻ giải thoát sinh tử, vô lượng kẻ thuyết pháp, tu đầu đà, tinh thông một tạng, hai tạng, ba tạng, vô lượng kẻ phước báu trời người, cõi trời thênh thang mở rộng cho tất cả mọi người một cách đồng đẳng, vô phân biệt. Đức Tối Thượng Sư ngồi dưới chiếc lòng trắng thanh khiết, tượng trưng cho pháp màu giải thoát, điều ngự và sách tấn ba cõi bốn loài, đồng đăng biển giác. Ông vua Milan Đảo lấy một cái ví dụ rất là hay. Wow. Đức Phật tôi cũng ví như vua đấy. Ngài dùng vương pháp trị dân là gì? Là dùng chính pháp của Phật đây. Trị dân của Ngài, wow, đó muôn dân đó là tăng ni, là Phật tử nam nữ, đấy là muôn dân. Còn tất cả bá tánh đó là tất cả muôn loài chúng sinh gọi là bá tánh. Đó. Ngài cũng có luật, Ngài cũng có pháp luật đấy, là giới luật của Ngài. Ai phạm giới nào thì Ngài kỷ luật về đó, có trị tội. Đó. Phật tử phạm giới thì cũng có cái trị tội của Phật tử, chứ tăng chứ ni phạm tội cũng có. Các thầy thì trong luật của tỳ kheo đấy, nhiều thứ tội lắm, đại chúng biết không? Có tội nhỏ nhít bé tí gọi là đột kiết la. Đột kiết la là tội nhỏ, là tự tâm mình có thể sám hối được. Còn những tội thật na nặng thì phải đại chúng lớn mới cho sám hối được. Nghe không? Dạ. Nghĩa lý thứ hai ấy, thưa Đại Đức kính mến, lỗ tai Đại Đức nghe có nóng tai, có khó chịu không? Ông tự ông diễn ra rồi ông hỏi thế, tôi trình bày thế. Đại Đức Na Tiên nghe tôi diễn giải thế có được không? Na Tiên nói, Tâu Đại Vương, nghe nổi da gà và dần dần hỷ lạc, như là du võng êm, như tẩm nước mát ấy, thật là toàn hảo đấy ạ. À. Na Tiên lại nói, xin Đại Vương cho nghe thêm điều thứ ba. Đức vua Milan Đảo mới nói, Đức vua được dân chúng tôn trọng, cung kính, thương yêu, ngưỡng mộ, thì Đức Phật cũng như vậy, được chư thiên và nhân loại cung kính, lễ bái, cúng dường. Người tốt, người hiền, kẻ có công thì Đức vua ban thưởng chức tước, lộc hàm, phẩm vị, vàng bạc. Việc này đối với Đức Phật cũng y như thế. Trong tứ chúng, người nào có sự tu tập tinh cần, đúng đắn, giữ gìn thân khẩu ý thanh tịnh, nỗ lực xa lìa chấp thủ, tham đắm, Đức Phật sẽ lần lượt ban cho từng quả vị như Tu Đà Hoàn, Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán, vân vân.
ấy là những phần thưởng cao quý nhất, tối thượng nhất. Bằng không được như vậy mà ai đó chỉ có đức tin, biết giữ giới, cấm, biết bố thí, xả ly, thì người ấy cũng được khen thưởng những phước báu của cõi trời, hạnh phúc cõi người sang cả. Tức là Đức Phật cũng ban thưởng cho chúng ta. Ai muôn dân này mà tinh tấn tu hành tốt ấy, thì ban cho quả vị Tu Đà Hoàn, Tư Đà Hàm, Á Na Hàm cho đến A-la-hán, thưởng công A-la-hán. Không thì cũng được thưởng cái công là gì? Tái sinh quả làm người, làm trời, sung sướng. Trái lại, người xấu ác, kẻ phạm luật, phạm pháp, bị Đức Vua xử theo pháp luật quốc gia, thì Đức Phật cũng thế, Ngài xử theo giới luật đã được chế định, đồng thời định luật nhân quả, còn làm việc một cách công minh, không bao giờ thiên vị nữa. Đã, Đức Phật thì Ngài rất rõ, chính pháp của Phật là con đường thẳng như thế này. Và pháp của Phật mới là tối thượng. Pháp của Phật thì không cần dùng phải đến luật ở đời nữa đâu. Pháp của Phật là tự theo nhân quả mà chịu quả báo. Đó. Đấy, vừa rồi Thầy nói cũng có một vài vị ác hại đối với chùa mình, quả báo luôn, hiện tiền luôn đấy. Báo rồi đấy, chứ không phải không đâu. Đó, thưa đại chúng, ác với Tam Bảo, với Phật Pháp, nhất khoát bị quả báo, không thể tránh khỏi, không thể tránh khỏi. Ngoài ra, Đức Vua ban hành 10 vương pháp để cho quốc độ được hạnh phúc và trường tồn, thì Đức Phật cũng hằng giáo hóa tứ chúng làm lành, tích chữ, điều lành, sống theo chính pháp để chính pháp được tồn tại lâu dài trên thế gian này. Đó. Đức Phật, Na Tiên, vua Mi Lan Đà nói, Đức Vua ban hành các cái pháp luật, thì Đức Phật đây cũng thế, Ngài hằng giáo hóa cho đại chúng làm lành, lãnh giữ, tích lũy phúc báu để cho Phật Pháp được tồn tại lâu dài. Thưa Đại Đức, đó là chấm chỉ nêu đại lược những điểm then chốt cơ bản, chứ thật ra còn nhiều oai đức, sự ích lợi tại thế và xuất thế, những pháp tương tự giữa Đức Vua và Đức Phật, nhưng kiến thức của chấm có hạn, thời gian cũng không cho phép. Mong Đại Đức thông cảm cho chấm. Nghe không? Ông vua này cũng khá khiêm tốn. Nghe không? Khá khiêm tốn. Ông nói là để mà nói cho nó nữa thì còn nhiều lắm, nhưng mà tôi thì cũng không thể nói hết được. Không nói hết được. Để ví Đức Phật là vua thì nhiều cái lắm. Đương nhiên chúng ta thấy Đức Phật phải là vị vua, mà vua của tất cả các loại vua, là vua của tất trên tất cả các loại vua. Vào cái gì mà Phật không có thể làm được? Với trí tuệ của Phật, với công đức phước báu của Phật, thì vua nào Phật cũng làm được hết. Nghe không? Đó, mà Ngài là vua pháp mới là lớn, cho nên Đức Phật gọi là Pháp Vương. Nghe không? Chúng ta vẫn đấng Pháp Vương vô thượng đấy, là khen Đức Phật đấy là vua pháp. Pháp Vương là vua pháp. Nghe không? Đó. Thì kính thưa đại chúng, sau khi mà ông vua Mi Lan Đà ông trình bày như vậy rồi á, thì Na Tiên thấy hoan hỷ lắm. Na Tiên mới nói thế này: Tâu Đại Vương, vậy là đã quá đủ, vậy là đã quá vi diệu. Đức Thế Tôn có dạy rằng: Này Tỳ Kheo, thật là vô số nguyên nhân về Bà La Môn, về vua chúa. Cho dẫu có một Tỳ Kheo thông minh, thông tuệ, có ngôn ngữ lưu loát, kiến thức thâm sâu, diễn đạt nhanh nhạy, nói về điều ấy trong suốt một kiếp cũng không thể nói hết được. Vậy thì Đại Vương tự khiêm mà nói gì? Chúng ta chỉ cần nghe và hiểu những cái chính mà thôi. Có phải thế không ạ? Nghe không? Na Tiên cũng rất hoan hỉ với cách trình bày của ông vua Mi Lan Đà. Thực sự đúng là hai bậc trí giả nói chuyện với nhau. Nghe không? Ông vua Mi Lan Đà thì ông làm vua thì ông cũng rất hiểu các việc của vua. Làm như thế nào, trị dân thế nào, dạy dân ra sao để dân được lợi ích, để mình được an vị. Đó, tất cả những cái đó. Thì kính thưa đại chúng, qua cái bài này chúng ta thấy Đức Phật của chúng ta không phải chỉ 10 danh hiệu, cho đến cái danh hiệu Bà La Môn hay danh hiệu là vua cũng chưa thể nào sánh được với Đức Phật. Đức Phật là tối thượng tôn, nghe không? Cái chữ Thế Tôn ấy là thế gian tôn kính, nghe không? Tất cả mọi người tôn kính Phật. Chúng ta vì cái duyên thiệt thòi sinh sau thời có Phật, nghe không? Không được gần gũi với Phật sống, không biết Phật thật thế nào,
chỉ biết Phật tượng thôi và nghe kinh pháp thì mường tượng về về Đức Phật thôi. Nhưng mà Thầy tin là chúng ta mà được gần Phật thì chúng ta biết. Đấy, chắc chắn chúng ta cũng sinh cái tâm cung kính với Phật. Năm anh em ông Kiều Trần Như lúc đầu là khi Phật mới thành đạo, Phật đi về để hóa độ cho năm anh em ông này. Lúc đầu là năm anh em ông định bàn với nhau là Phật đến ông Thái tử này, Tất Đạt Đa này đến đừng ra đứng chào, không phải đón tiếp gì cả. Mà kệ ông ấy, ông đã bỏ tu khổ hạnh rồi, mình xem thường ông ấy đi, nghe không? Không phải đón chào. Thế nhưng khi Đức Phật bước chân tới, còn cách chắc bằng từ đây đến cái cửa chùa mình ấy, năm anh em không ai bảo ai, trước cái uy lực của Phật mà, tự nhiên đứng dậy, tự nhiên đi ra, bái chào, rước Phật vào, rồi người thì bê nước, người lấy khăn rửa chân, rửa tay cho Phật. Cái oai lực của Phật như vậy, đại chúng. Quả thật thưa đại chúng, cái này phải tu tập thật mới hiểu được cái điều này. Oai đức của Phật toát ra, nghe không? Cái uy lực của đạo, nó gọi là đạo lực mãnh liệt lắm, thưa đại chúng. Đó. Cho nên, chúng ta thì phải thấy được chúng ta được làm đệ tử của Phật là một cái hạnh phúc vô biên. Và ở đây nhất là chúng đệ tử xuất gia. Đấy, trong kinh Đức Phật có dạy các đệ tử xuất gia, các thầy tỳ kheo, những vị tỳ kheo nào mà lừa dối, cứng đầu, lắm mồm, nhiều lời, hoang dâm, hỗn hào, không có tâm định tĩnh, những vị tỳ kheo ấy không phải đệ tử của ta. Những vị ấy đã rơi ra khỏi pháp luật này, họ không thể phát triển, tăng trưởng, tăng thịnh trong pháp luật này. Đó, chúng ta biết Đức Phật Ngài, đấy là pháp của Ngài, đấy là luật của Ngài đấy. Đó, Ngài trong vương quốc của Ngài, Ngài cũng có pháp luật đấy. Ngài còn dạy các tỳ kheo phạm hạnh được sống không phải để lừa dối mọi người. Đấy, cái chữ phạm hạnh này, mình lấy chúng ta nói Bà La Môn họ phải sống phạm hạnh đấy. Thì Đức Phật cũng nói phạm hạnh chế ra, Ngài chế ra để sống, không phải để lừa dối mọi người, không phải để mưu đồ, không phải vì lợi ích vật chất, cũng không phải vì mục đích danh vọng. Đời sống phạm hạnh không phải để lý luận, tạp thoại, không phải với ý định mong rằng mọi người sẽ biết ta như thế này hay ta như thế nọ, mà này các tỳ kheo, phạm hạnh này được sống vì mục đích tiết chế, vì mục đích từ bỏ, vì mục đích xả ly, vì mục đích đoạn diệt. Phải không? Đức Phật chế ra phạm hạnh để cho Phật tử cũng phải sống phạm hạnh, chư tăng cũng phải sống phạm hạnh. Nghe không? Năm giới của Phật tử cũng giúp cho Phật tử có phạm hạnh đấy, tức là những cái hạnh thanh tịnh cao quý. Chư tăng thì lại càng phải hơn thế. Thì cái việc chế ra phạm hạnh này nó không phải là để làm gì, để khoe hay để mà có danh có lợi gì cả, hay để lý luận đấy, Phật nói đó. Cái việc sống phạm hạnh này không phải sự có phạm hạnh để lừa dối ai, không phải mượn thế để có được vật chất. Vâng. Tất nhiên thưa đại chúng, bây giờ cũng rất nhiều vị họ thấy chư tăng này được mọi người đến cúng dường thế nào, về nhà cạo cái tóc, nó mua mấy cái áo màu nâu nhà chùa rồi cũng mặc vào, nghe không? Đấy, thế thì cũng đi đứng giống như các sư thầy ấy, để nhận mọi người cúng dường. Mọi người thì không biết, cũng nghĩ đấy là các sư rồi. Thì đấy, chúng ta thấy cái này là giả danh phạm hạnh. À, phạm hạnh chứ đâu có phải là phạm hạnh gì. Cái này là mượn cái hình tướng phạm hạnh để mà vì lợi ích vật chất. À, vì lợi ích vật chất. Cho nên cái này Phật quả. Nhá. Không phải sống phạm hạnh để mà vì lợi ích vật chất hay vì danh vọng. Đời sống phạm hạnh không phải để lý luận hay để cho mọi người biết tôi là thế này, tôi là thế kia. Nghe không? Mà nó phải vì mục đích tiết chế chính mình, vì mục đích từ bỏ xả ly, vì mục đích đoạn diệt các bất thiện của mình. Đấy mới là đời sống phạm hạnh. Đó, đấy. Thì kính thưa đại chúng, qua cái bài này chúng ta thấy được cái cao quý, nghe không, của Đức Thế Tôn của chúng ta và cái phương tiện thiện xảo của Ngài khi Ngài hóa độ các giai tầng trong xã hội. Ngài rất khéo phương tiện.
Gặp kẻ chăn trâu thì Ngài nói là ta cũng đi chăn trâu đây. Nên các Phật tử đến thiền đường của chùa mình đấy, có thấy 10 bức tranh chăn trâu đấy, nghe không? Phật bảo ta cũng đi chăn trâu, ta phải biết nuôi trâu thế nào, lúc nào thì phải xỏ mũi nó, nghe không? Rồi nó đói phải cho nó ăn cỏ, ăn rồi phải cầm roi quất nó thế nào để cho con trâu nó thuần. Thì chúng ta cũng chăn cái tâm của mình đây này. Và Phật nói lấy giới làm cái roi để quất con trâu, nghe không? Con trâu tâm này này. Vào đấy, lấy tinh tấn để làm cày, để cho nó đi cày đó. Thưa đại chúng, thì Đức Phật rất khéo phương tiện. Như vậy cái này là phải nói Đức Phật là một người gì, bậc thầy lão luyện về tâm. Ngài cực kỳ suốt thông về tâm mình rồi mới có thể ứng dụng như vậy. Gọi là gì? Dĩ bất biến mà ứng vạn biến, vào trường hợp nào Phật cũng có thể giáo hóa được. Cái này là cho nên bậc Phật là thầy dẫn đường, dẫn đạo chúng ta là đúng. Và chúng ta rất là hạnh phúc được làm đệ tử của Ngài, nghe không? Thầy rất mong đại chúng tinh tấn tu hành và để xứng đáng là đệ tử của Đức Thế Tôn. Và nguyện làm sao mình cũng sau này sẽ có nhiều các phương tiện như vậy. A Di Đà Phật. Kính thưa đại chúng, tới đây thì tháng 8 này chúng ta có một cái lễ, đó là lễ dỗ tổ Tuệ Bích Phổ Giác Thiền Sư, lễ dỗ lần thứ 261 của Ngài. Ngài sinh vào năm 1658 và mất vào năm 1757. Tính tuổi cả tuổi mụ ra là 100 năm tại chùa chúng ta. Thế và tính đến nay thì là dỗ lần thứ 261. Năm ngoái là dỗ 260 năm ngày dỗ của Ngài rồi. Thì ngày 23 tháng 8 này là ngày dỗ của Ngài, Thầy thông báo để các đạo tràng biết. Rồi hôm ấy về chúng ta dự lễ dỗ tổ. Đó. Cũng kính thưa đại chúng, Thầy như lúc đầu á, thì Thầy cũng có nói là cái tháng 7 vừa rồi thì Chư Tăng chùa chúng ta có tổ chức phái đoàn để vào khánh tuế Hòa Thượng Tôn Sư, là Hòa Thượng Thích Thanh Từ, là viện chủ của Thiền Phái Trúc Lâm Yên Tử bây giờ. Hòa Thượng năm nay 95 tuổi, sức của cụ cũng yếu rồi. Thế nhưng mà cụ cũng được thỉnh ra để chứng minh cái lễ khánh tuế của đông đảo tăng ni đệ tử, đệ tôn của Ngài, tử tôn, con cháu của Hòa Thượng rất là đông. Thế hôm ấy thì đoàn chùa mình đi vào thì tăng chúng chùa mình vào cũng gần 80 vị. Thế rồi một số Phật tử đi trợ tá cho các Thầy nữa. Và vào thì rất hoan hỷ. Và hôm cũng đặc biệt, Thầy cũng được vào để dâng quà cúng Hòa Thượng. Và cũng rất cảm động khi mà Thầy tiến đến trước Hòa Thượng thì tự nhiên thấy Hòa Thượng giống như là cảm xúc, cái cảm xúc Hòa Thượng bật lên giống như là một cái gì đấy. Thầy cũng cảm nhận được. Đó, ai xem trong hình thì sẽ thấy rất cảm động. Thầy lúc ấy như muốn trào nước mắt ra đấy, rất cảm động. Khánh tuế Hòa Thượng cái lễ hôm đấy thì cũng rất trang trọng, rất là thắm tình đạo vị, cảm động lắm. Thì kính thưa đại chúng, thì cái lần này đi của phái đoàn thì tinh thần của chùa chúng ta thì mặc dù Thầy thì không báo cho đại chúng, nhưng mà các Phật tử, các đạo tràng thì cũng thông báo cho nhau biết, đóng góp để cúng dường. Cúng dường thì phái đoàn đi để cúng dường, thì tổng kinh phí đợt này cũng Thầy đi cúng dường là hết khoảng 1.3 tỷ. Đó, đi hết khoảng 1.3 tỷ cái phần tiền cúng dường đấy. Nên thì đến chùa Pháp Viện Minh Đăng Quang thì cũng cúng dường Hòa Thượng viện chủ đấy 100 triệu. Thế khi đến Thiền Viện Thường Chiếu thì chùa chúng ta cúng dường cho tăng chúng ở đấy là 500 triệu. Đó, tức là đóng phong bì 1.000 tăng, mỗi một vị là 500. Thế rồi cúng dường trai viên hôm đó 100 triệu là 600 triệu. Thế rồi cúng dường cho các thiền viện, đi mỗi thiền viện cúng dường. Nên thì cái tiền cúng dường ấy, thì Thầy có giao cho đạo tràng chú sĩ, Thầy đưa cho chú sĩ 500, Thầy ứng trước 500 triệu để cho đạo tràng phúc truyền, đóng phong bì. Đó.
Đấy, thế thì cái đó là cúng dường hết ở trong tại Thiền viện Thường Chiếu. Thế trong cái phần đóng góp 500 triệu đấy thì có hai chị Phật tử, chị Huyền Duyên ở Hà Nội cúng dường 100 ở trong đấy. Thế rồi đạo câu lạc bộ Cốc Vàng Tập Tu Lục Hòa cúng dường 125 triệu. Thế rồi một vài đạo tràng lẻ có gửi Thầy 10 triệu, 20 triệu. Đó, thế còn lại các đạo tràng khác thì chú sĩ trưởng đạo tràng Phúc Truyền có liên lạc để các đạo tràng gửi về cho chú sĩ để đóng góp để cúng dường. Hôm nay chú sĩ đâu nhỉ, cô Thành nhỉ? Sĩ hôm nay không đi à? Thì chú sĩ chưa báo cáo lại Thầy cái số các đạo tràng gửi về cúng dường được bao nhiêu. Đấy, nên đáng nhẽ hôm nay chú phải báo cáo Thầy nên để Thầy biết xem các đạo tràng gửi về đóng góp được bao nhiêu. Thầy biết, đó, để mới biết xem là nó đủ hay thiếu nha. Đấy, cái phần đấy là Thầy đã ứng trước ra rồi. Đấy, đấy rồi còn cúng dường thiền viện là các thiền viện Chân Không, rồi Viên Chiếu, rồi Liễu Đức, rồi Trúc Lâm Đà Lạt. Đấy nhá. Thế thì cái này thì Thầy thông báo để đại chúng cũng hoan hỷ, nghe không? Biết được cái phần đó là phần đóng góp của các đạo tràng cúng dường. Cũng không phải một đạo tràng nào đâu, cũng không phải là đạo, riêng một đạo tràng Phúc Truyền cúng hay là một đạo tràng Minh Quang hay là một đạo tràng nào, hay là đạo tràng Từ Tâm, không phải. Đây là các đạo tràng cùng đóng góp để cúng dường, để cho đại chúng rõ. Và cái việc đó khi mà Thầy đã đi thì là cúng dường nó như pháp, đúng pháp. Tất cả các sư tôn hòa thượng cũng rất hoan hỷ, rất hoan hỷ. Bây giờ Thầy dành ít thời gian để trả lời các câu hỏi nha. Có câu hỏi ở nick Facebook là Vũ Hoàng Dương hỏi thế này: con chào Thầy, ông cha ta có câu thuyền theo lái, gái theo chồng. Đúng không Thầy? Trước khi kết hôn, con đã nhắc nhở vợ con là phải coi bố mẹ chồng như bố mẹ đẻ, phải yêu thương hết lòng và phụng dưỡng bố mẹ chồng thì gia đình mới hòa thuận được. Và đừng nghĩ đến việc đi lấy chồng rồi vẫn còn tư tưởng ở nhà bố mẹ đẻ nữa. Vậy mà tuần trước bố mẹ đẻ cô ấy bị ốm, cô ấy mang bao nhiêu tiền về và còn về nhà hẳn một tuần để chăm. Về lâu như vậy, hàng xóm láng giềng người ta cười cho. Lấy chồng rồi thì chỉ được về qua thăm nhà mẹ đẻ thôi. Có tiền thì phải vun vén cho gia đình nhà chồng mới đúng. Con đã nói với vợ con nhưng cô ấy khó chịu và không nghe. Vậy con xin Thầy giảng giải ra để vợ con còn biết sống cho đúng đạo làm con dâu. Con cảm ơn Thầy. Cái anh chồng này cũng khá là Kính thưa đại chúng, bạn Dương này á, bạn trích cái câu là thuyền theo lái, gái theo chồng. Đấy là dân ta thôi và thời đại này. Chứ còn cái thời mà gọi là thời mẫu hệ đấy mà, thì phải sao? Chồng phải theo vợ, trai phải theo gái, chứ không phải. Cái thời mẫu hệ mà là con gái đi cưới chồng và con trai phải về ở nhà vợ. Đó. Chứ không phải không đâu. Còn sau này là cái chế độ phụ hệ, tức là lấy theo cha, thì con gái mới theo về nhà chồng. Nhá. Cho nên cái câu này nó không phải là đúng. Nghe không? Ở mình ấy, bây giờ thì là con gái thì theo chồng thì đúng rồi. Đấy. Nhưng mà thật ra bây giờ Thầy nói theo ai là ai mạnh thì người kia phải theo. Không? Nhiều khi mà con gái nó mạnh, con trai cũng phải theo. Nhiều con trai phải đi theo con gái lắm chứ không phải không đâu. Đấy. Chứ cái này thì nó không có đúng, cái này không phải là chân lý nha. Thế còn tất nhiên cái đạo lý con gái về nhà chồng, con dâu đó, thì Thầy vẫn làm lễ hằng thuận cho các Phật tử, con cháu các Phật tử. Dạy làm sao? Mà Đức Phật cũng dạy thế. Con dâu về nhà chồng thì đương nhiên phải quý bố mẹ chồng giống như bố mẹ đẻ mình. Thì nói là quý bố mẹ chồng giống như quý bố mẹ đẻ nghĩa là đối xử công bằng, chứ không phải nói là chỉ quý bố mẹ chồng còn quên bố mẹ đẻ đi. Không được, nghe không? Thế trong Kinh Vu Lan chả dạy câu đấy, con gái theo chồng rồi quên luôn cả bố mẹ đẻ, cái đấy là tội đấy.
nghe không? Thế nhưng mà bạn Dương này thì bạn nói là khi mà bố mẹ đẻ của cô vợ bạn ấy bệnh thì cô ấy mang theo nhiều tiền về và về hẳn một tuần để chăm, nghe không? Tất nhiên nếu mà cô về, cô xin phép chồng này, xin phép cha mẹ chồng anh em là bố mẹ con ốm, con về con chăm. Nếu cô xin một tuần, cô về một tuần, xin hai tuần, về hai tuần mà được phép thì cô về là như đúng pháp, nghe không? Thế hay là ví dụ chỉ cô sai pháp là cô tự trốn về không xin phép ai thì là sai pháp làm con, nghe không? Chứ còn cô về mà mẹ ốm nặng, cô về cô chăm một tuần thì nghĩ là vẫn còn ít đấy, nghe không? Chuyện đấy, bố mẹ chồng cũng phải dạy con dâu, nếu mẹ con ốm, phải không? Mẹ con ốm nặng nên con cứ về chăm mẹ cho, phải không? Đấy, còn chăm mẹ, thế còn nếu mà phải có con nhỏ thì chăm mẹ xong thỉnh thoảng chạy về, bố trí được công việc thì về ở nhà một tuần được, không sao, nghe không? Cái chuyện đấy là chuyện bình thường, không có lỗi lầm gì cả. Thế còn mà mang nhiều tiền về thì tiền nhiều thì vợ chồng phải thỏa thuận với nhau, nghe không? Chứ nếu mà tiền riêng của cô ấy thì cô mang cái chuyện của cô ấy. Đó. Đây, thế thì ở đây thì bạn Dương bạn nói là vì về lâu như thế hàng xóm láng giềng người ta cười cho. Lấy chồng rồi thì chỉ được về qua thăm mẹ đẻ thôi, thăm tí thôi. Gọi là tráng qua thế thôi thì không phải nhé. Có tiền thì phải vun vén cho gia đình nhà chồng mới đúng. Cái này cũng không phải. Nghe không? Đương nhiên ấy, thầy nói thế này. Con gái lấy chồng thực ra thì đa phần con gái là hay về bòn bố mẹ đẻ, lấy của bố mẹ đẻ rút về cho nhà mình, cho vợ chồng mình. Thế nhưng mà cô con dâu này ấy, cô vẫn biết mang tiền về biếu bố mẹ đẻ là vẫn có hiếu, vẫn tốt. Thực sự thầy nói cô là có hiếu là tốt đấy nhé. Không có đức Phật nào hay đạo Phật không dạy người con dâu là chỉ biết vun vén cho nhà chồng, không phải thế. Phải ăn ở, thầy nói là hai bên như nhau, nghe không? Cho nên bạn Dương hôm nay bạn hỏi thầy cái câu hỏi này thì thầy cũng rất nói thật nhé. Nếu vợ bạn ấy khi về xin phép đàng hoàng, nghe không? Tiền em mang đi em cũng nói rõ tiền này là tiền này, và rõ ràng em về em biếu mẹ 5 triệu, 7 triệu, 10 triệu để mẹ mua thuốc chữa bệnh, mà nếu mà mẹ bệnh nặng ấy, có khi phải hàng trăm triệu cũng phải rút ra mà chi chứ. Với mẹ chồng còn khỏe, bố chồng còn khỏe thì không phải lo, còn mẹ vợ khỏe bệnh thì mình vẫn phải lo chứ. Con rể cũng phải về mà chăm mới đúng nghĩa, nghe không? Chứ con rể đừng giữ mình cứ là khách mãi. Đúng tinh thần con nào cũng phải là con, nghe không? Chứ không phải là rể là khách, là coi như nhà vợ giống như là cái gì đấy không phải nhà mình, nghe không? Cái đó không đúng. Đó. Cho nên ở đây ấy, thì đối với bạn Dương quan niệm như thế này là bạn hơi bị lạc hậu rồi đấy, nghe không? Mà lạc hậu. Vợ đối xử tốt với bố mẹ vợ, mình phải hoan nghênh. Và bây giờ mình làm sao chia sẻ để vợ cũng biết thế, yêu thương với bố mẹ chồng. Nhưng mà trước hết thầy nói là người con người ta biết yêu thương cha mẹ, cái đấy đã làm mình phải trân trọng rồi. Chứ còn nếu vợ mình mà lại bạc bẽo với bố mẹ đẻ, bất thiêu bố mẹ đẻ thì mới là cái đáng lo nha. Người này mà còn có tình thương yêu cha mẹ thì vẫn dạy được. Ví dụ có thể bạn này bạn lệch về bên nhà mẹ đẻ và thì vẫn có thể nói được, vì người ấy vẫn có cái đạo đức. Chứ còn người ta lại coi bố mẹ đẻ cũng không ra cái gì nữa thì mới thật là khổ, lần khổ. Cho nên bạn Dương thì cũng khéo khéo vợ chồng về bàn với nhau để nhắc nhở nhau, chứ cũng không có cái gì nó nặng nề nha. Cái việc này chưa có gì nặng nề cả, hơi nặng nề. Đó. Bây giờ cho nên thầy rất mong là các gia đình Phật tử sau này con cái mà cưới hỏi nên về chùa làm lễ hàng thuận để các thầy giáo dục, để hiểu cái đạo lý mình sống nào cho nó đúng, cho tốt. Đó. Thầy nghĩ rằng thế, chứ còn cái đám cưới ở tại gia các Phật tử ấy, thầy thấy nó chán lắm. Lên thì nhạc sập sình tí, ăn xong rồi rúi phong bì xong thế là về hết. Chả biết cái đám cưới nó có ý nghĩa gì cả. Nghe không? Đó. Cho nên về chùa mà lễ hàng thuận đó, thực sự thầy nói nó rất nhiều cái lợi ích, được học, được giáo dục, được nghe những lời Phật dạy, sống đạo lý, nó có giá trị lên rất nhiều. Cái đám bằng lễ hàng thuận tại chùa nó rất là tốt.
Câu hỏi của bạn Nguyễn Hồng Hạnh. Kính chào Thầy, hiện nay trên thị trường đang bày bán rất nhiều những vật phong thủy như con tỳ hưu, vòng đá phong thủy, v.v. Người ta nói rằng nếu chọn những vật phẩm đặc biệt là các linh vật phong thủy phù hợp với bản mệnh, tuổi tác, thì công việc làm ăn sẽ như cá gặp nước, ngày càng phát triển và thành công. Không những thế, còn có thể tránh được những điểm xấu. Sự thật có đúng như vậy không hả Thầy? Con xin Thầy từ bi giải đáp cho con và mọi người được rõ ạ. Đó, cái câu chuyện này lại liên quan đến chuyện phong thủy. Và thưa đại chúng, thì đúng là những cái vật trang trí phong thủy bây giờ thì nó phát triển quá, nghe không? Chỗ nào cũng thấy bày bán. Nhưng thưa đại chúng, mình mà không có phúc thì mang vật phong thủy gì đến cũng chả phát được. Chúng ta nhớ thế này, cái phúc báu của chúng ta mới là gốc, phong thủy vẫn là cái bên ngoài, nghe không? Đó, chứ không phải phong thủy quyết định được vận mệnh của chúng ta, không phải. Cho nên Thầy nhớ cái câu Hòa Thượng Tuyên Hóa mới dạy này, tâm thủy của các ông là hơn tất cả phong thủy. Tâm thủy, tâm đức của các ông mới hơn phong thủy. Bây giờ thì cái bệnh mà chúng ta xính phong thủy kinh khủng lắm. Các nhà phong thủy bây giờ cũng thế, nghe không? Nên là nói đủ các thứ luôn, xoay ngược, xoay xuôi. Thầy đến một cái phòng của một anh lãnh đạo, một anh giám đốc đấy. Đợt này đến thì thấy anh xoay cái bàn làm việc của anh theo kiểu này. Mấy tháng sau đến lại thấy anh xoay kiểu khác. Mấy tháng sau lại thấy anh xoay kiểu khác nữa. Cứ trong một cái phòng mà xoay lung tung hết cả. Thì gặp ông phong thủy này thì ông bày cho cái kiểu này. Gặp ông phong thủy kia, ông này bày cái kiểu kia. Bảo anh để thế này không được hướng. Để thế này không được hướng, xoay lung tung cả. Đó. Rất là khổ. Mà cái phòng này đáng nhẽ để cái bàn nó trang nghiêm thế, nó đẹp đẽ, người ta vào người ta thấy nó ngay ngắn, thấy mình đàng hoàng, tự nhiên kê méo xẹo đi. Đó. Chúng ta đấy cái khổ với cái phong thủy không? Đó. Cho nên đối với nhà Phật mình thì đúng thật đấy, cái phong thủy đều là cái sau hết. Chúng ta xem vì chúng ta để cái nhà thì hướng nào cho gió mát, phong quang, thế thôi, chứ cũng không cần cầu kỳ. Và nhìn cái hình thế của nó mình chọn thế nào cho nó đẹp, chứ không phải đến nó chi tiết tỉ mỉ. Có nhiều anh phong thủy anh dọa kinh lắm, cái này mà chỉ để lệch cái chậu nước này, cái là nhà này có khi là loạn luôn đấy. Đặt cái bể nước lệch một chí, đặt cái bếp lệch tí là bị thế nọ thế kia, nghe rất là sợ. Đấy, thưa đại chúng, cho nên ấy, chúng ta mà nặng về phong thủy thì cũng là sai lầm, nghe không? Đấy, cho nên cái này Phật thì Phật cấm đó nha. Đã là Phật tử rồi là không có đi theo cái này, phải không? Bây giờ chúng ta thì ở nhà chung cư thì hỏi xoay sở kiểu gì, nhà nào cũng phải một hướng ấy thôi. Đấy, một hướng ấy thôi, làm nào đó. Thế cho nên cái việc này bạn Hồng Hạnh bạn hỏi là mua những cái con vật phong thủy này, đá phong thủy, tỷ hưu này khác để về chấn niệm, để đem lại những cái may mắn tài lộc cho mình thì hoàn toàn là không đúng đối với tinh thần đạo Phật. Nha, Phật tử chúng ta không cần thiết những thứ này, không đặt nặng những thứ này. Nha. Ông chùa mình đấy, thầy cũng thế, thầy có phải mua cái gì về chấn niệm ở đâu đó vào, thế mà vẫn xây được chùa, Phật tử mình vẫn về tu học đông vui, đây chả phải chấn niệm cái con gì ở đâu cả, nghe không? Thầy cũng chẳng đặt nặng về phong thủy, thầy cũng xem hướng thôi để chùa mình sao cho nó ngay ngắn, cho nó mát mẻ. Đây hướng nam này hướng mát mẻ, thế thôi, tựa vào núi trông thấy nó vững vàng, thế là được rồi. Thế chứ cũng không phải cầu kỳ gì cả. Đó. Nha, cái đấy là cái đơn giản, chứ còn không phải cầu kỳ, không đến nỗi như mấy anh phong thủy giờ anh nói rất sợ, không dám đụng cái gì. Thế cho nên các Phật tử thì không nên đi vào cái này, nặng về cái này. Nha, nhớ rằng Phật dạy đấy, có phúc á, thì xoay ngược xoay xuôi gì nó vẫn là có phúc. Nha, thế nào cũng thế. Đức Phật mà Ngài đi đến đâu thì chỗ đấy đều là tốt hết, chỗ nào cũng tốt hết. Chúng ta nhớ câu chuyện của Phật đấy, Phật đến đâu là tự nhiên đấy mọi cái nó an lành, tốt đẹp. Thế còn mình vô phúc bạc phước ấy, thì mua hết cái này về, đeo cái kia về yểm, thì cũng thế thôi. Làm sao mà được, nghe không? Đó, cho nên Thầy rất mong các Phật tử chúng ta riêng về cái phong thủy là chúng ta phải nhẹ đi, không có nên đặt nặng. Cũng nhiều Phật tử đến hỏi Thầy lắm, xem là con mua cái này con đặt vào đâu, nó nọ thế kia, linh tinh hết cả, rồi này khác. Thì Thầy nói là không nên đặt nặng nhé. Ta chỉ mang tính chất tương đối thôi, không có đặt quá nặng vào nó là hỏng đấy, và không làm được việc gì cả.
À, bây giờ bên phong thủy thì nhiều anh cũng lấn nhiều thứ lắm, lấn sang rất nhiều thứ và khống chế rất nhiều thứ, rất là sợ đấy. Nhưng mà những anh phớ phải những anh mà anh nói mạnh thì rất sợ. Nên chúng ta là nhiều anh là run đấy, cái phong thủy phạm cái này phạm cái kia là rất sợ. Đấy. Nên cho nên thầy mong các Phật tử chúng ta không bị mắc vào cái này nhé, sống an nhiên. Con nick của bạn Đỗ Thủy Dung hỏi rằng: con chào thầy, thầy cho con hỏi vong linh ma quỷ có thật hay không ạ? Khoa học hiện đại thì vẫn chưa tìm thấy được câu trả lời cho hiện tượng bí ẩn này, nhưng có rất nhiều người khẳng định là có ma vì họ đã nhìn thấy. Bố con cũng nói vậy. Trong một lần bố con đi làm về muộn lúc hơn 12 giờ đêm thì cảm giác như có ai đó đi theo, và bố con quay lại thì đúng là có người đi theo thật. Bố con nhìn kỹ thì nhận ra đó là anh hàng xóm đã chết từ năm ngoái rồi. Vậy là ma quỷ có thật đúng không thầy? Và tại sao có người nhìn thấy, có người lại không thấy? Con xin thầy giải đáp thắc mắc này cho con ạ. Con cảm ơn thầy. Bạn Thùy Dung này, bạn hỏi về chuyện ma có thật hay không? Các Phật tử thấy nào? Ma có không? Có chứ đúng không? Trong lục đạo chúng ta nên có ma, ma mình gọi là quỷ, ngã quỷ đó. Ngã quỷ hay cô hồn đấy là cõi ma đấy. Nha. Đó. Thế còn cái thần thức chúng ta trong 49 ngày cũng là một dạng ma. Nha. Nhưng mà ma đấy là trong giáo lý thì gọi là trung ấm thân. Sau khi mà hết trung ấm thân thì nó chuyển vào cõi ngã quỷ hoặc tái sinh vào trong sáu cõi. Đó, nó phải tái sinh. Thế vào ngã quỷ thì gọi là ma, là cô hồn ngã quỷ lang thang đó. Đấy. Thì cái này thì cái ngã quỷ này không phải ai cũng nhìn thấy. Thời Đức Phật cũng thế, có phải các đệ tử Phật ai cũng nhìn thấy đâu. Đức Phật khi mà Ngài chứng đạo là Ngài thấy ngã quỷ rồi. Nhưng mà vì các đệ tử của mình lúc ấy mới tu cũng chưa ai chứng đắc gì cả. Cho nên Phật cũng chưa nói. Mãi sau này khi Ngài Mục Kiều Liên, Ngài nhìn thấy, Ngài Mục Kiều Liên, Ngài đắc A-la-hán, Ngài có thần thông, Ngài nhìn thấy ngã quỷ. Lúc ấy Ngài lên bạch Phật, Phật mới nói ta cũng biết điều này rồi. Nhưng vì chưa ai thấy cho nên ta chưa nói. Nói họ không tin. Nhưng khi có Ngài Mục Kiều Liên thấy rồi, lúc với Phật tuyên bố ngã quỷ nó như thế, nó đói khát như thế, nọ thế kia. Nghe không? Vậy thì thưa đại chúng là cái con mắt thịt của chúng ta thì nhiều cái không thấy lắm. Vi trùng mình cũng có thấy đâu. Nghe không? Mắt mình thua mắt con mèo, thua mắt con cú. Wow. Thua rất nhiều mắt của các con vật. Đó. Có nhiều cái mình không thấy vì cái mắt của mình chỉ thấy những cái tần số ánh sáng nhất định thôi, cái sóng ánh sáng nhất định thôi. Còn mà nó mà những cái sóng ánh sáng cao hơn là mình không thấy, hay là thấp cái tần số hơn là mình cũng không thấy. Đó. Thế cho nên là ma quỷ thì có người thấy, có người không, cái đấy là tùy căn cơ từng người. Nha. Đó. Rồi các cái con vật có những cái loài nó thấy được. Chúng ta nhớ là cái con chó nó hay cắn ấy, người ta gọi là chó cắn ma là thế đấy. Chó nó có thể nó thấy được. Nghe không? Nó đi nó thấy bóng, thấy dáng, nó cắn, nó sủa. Nhá. Thế thì cái này là không phải ai cũng thấy, có người thấy, có người không. Đấy là tùy cái duyên, cái căn cơ của từng người. Từng người. Các bạn là Nguyễn Thị Mai Phương, nick của bạn Nguyễn Thị Mai Phương hỏi: kính bạch thầy, con xin thầy giải thích giúp cho con câu hỏi này. Con buồn lắm vì bố mẹ đẻ con đều đưa đi cấp cứu rồi mất ở bệnh viện, cả bố mẹ đẻ. Mà bố chồng con nói chết ở bệnh viện là chết đường, chết chợ. Người nào chết ở đâu thì hồn phách chỉ quanh quẩn ở đó không về nhà được. Điều đó có đúng không ạ? À, con phải làm lễ gì để giúp bố mẹ con? Con biết ơn thầy. Bạn Phương này, bạn hỏi là bố mẹ bạn ấy thì đều bị chết khi đưa đi cấp cứu, đến bệnh viện rồi chết, chết ở bệnh viện. Thế thì ông bố chồng thì lại nói là chết ở bệnh viện là chết đường, chết chợ. Người nào chết ở đâu thì hồn phách chỉ quanh quẩn ở đó không về nhà được. Nha. Cho nên bạn Phương này bạn lo và bạn muốn làm thế nào để giúp cho vong hồn bố mẹ bạn ấy được. Thế thì kính thưa đại chúng, thường một số những cái chết như này này, chết tai nạn mà nó kinh khiếp ấy, thì cái vong hồn nó hoảng sợ, nó hay luẩn quẩn ở chỗ đó, sẽ bị chết tai nạn ô tô ngoài đường, xe máy ngoài đường đấy. Nhá. Thì đúng là cái vong hồn nó cũng thường hay luẩn khuất ở đấy, nó bị ám ảnh ở chỗ đấy. Thế còn những cái người mà chết bệnh, chết tật bình thường này này,
chết đi viện này thì vong hồn vẫn đi lại bình thường, đi về bình thường, không có gì cả. Nghe không? Đó, nhưng trừ những trường hợp mà nó chết mà tính chất đột ngột và nó kinh hoàng thì cái vong hồn nó ở cái trạng thái lúc ấy nó hoảng loạn và nó chấp mắc vào chỗ đấy rất là lâu. Đó, cho nên những cái chỗ mà có tai nạn ở ngoài đường á, là thường cũng có các vong linh ở đấy. Và thường vong linh đấy thì đúng đó, họ cũng có thể họ bắt người khác vào đấy, đó, chết ở chỗ đó. Thế cho nên những cái chỗ mà thường có tai nạn ấy, thì chúng ta mà đến lễ cho nó thỉnh đi, cái vong nó đi, thì cái chỗ sẽ bớt tai nạn hơn. Các nhà khoa học thì họ không biết, họ nói giải thích là chỗ đấy là có cái từ trường dòng điện này khác, của cái đất đấy nó có cái từ trường, nó hay xảy ra tai nạn. Nhưng mà quả thật chỗ ấy, như chùa mình biết là nó có cái tâm linh ở đấy, có cái vong linh ở đấy nhé. Còn đối với trường hợp như bố mẹ của bạn Mai Phương này thì là chết bệnh, nó không phải là cái chết kinh hoàng, cho nên vong hồn của cụ vẫn đi lại bình thường. Và đấy cũng không phải gọi là chết đường, chết chợ, nghe không? Cái chỗ người ta gọi là chết đường, chết chợ là những cái chết mà nó không có người chăm sóc, không có người thân, cái người tứ cố vô thân, lang thang chết đường, chết chợ. Chứ còn người ta là có con, có cháu đàng hoàng, đưa đi bệnh viện cấp cứu thì chết, thì cái chuyện này bình thường, nghe không? Vong linh vẫn ra về bình thường nhé, không có vấn đề gì. Cho nên bạn Mai Phương cứ yên tâm, nghe không? Làm lễ thỉnh vong linh bố mẹ bình thường về được. Có bạn tên là Phạm Thị Hoa, nick bạn Phạm Thị Hoa hỏi rằng: Kính chào Thầy, con năm nay 29 tuổi. Con bị bệnh đã 5 năm nay, con đau đầu, đau lưng và không ăn được. Cứ ăn thứ gì vào là nôn ra hết. Có thời gian gần 7 tháng con không ăn cơm, chỉ ăn hoa quả và uống nước lọc. Hai bàn chân của con lạnh như đá, con ngất liên tục. Một ngày con ngất khoảng 20 đến 30 lần. Nhiều lúc con khó thở mà không thở được. Con đã đi các bệnh viện lớn mà tìm không ra bệnh. Sức khỏe của con càng ngày càng yếu. Gia đình chồng con đi xem bói thì họ nói rằng con bị hành vì căn cao số nặng. Thầy ơi, có phải con bị căn hành không ạ? Con phải làm gì để thoát khỏi tình cảnh này? Xin Thầy từ bi chỉ dạy cho con cảm ơn Thầy. Bạn Phạm Thị Hoa này sức khỏe rất yếu, đến một ngày ngất đến 20 lần, 30 lần. Là có chồng rồi. Thế gia đình nhà chồng đi xem bói thì bảo là căn cao số nặng cho nên bị hành. Thế đương nhiên ở đây Thầy nói để cho bạn Hoa biết là với cái thân thể bạn như vậy thì biết là rằng bạn đúng là nghiệp nặng. Và cái người mà bệnh tật như thế thì biết là nghiệp phải nặng rồi. Và không phải là ai hành cả mà nghiệp nó hành mình nhé. Hoặc là oan gia trái chủ người ta hành mình. Đó. Thế thì nếu mà bạn Hoa này mà có duyên tìm về chùa, thỉnh oan gia trái chủ, nghiệp tiền kiếp xem nó là cái gì để mình biết nha, mình biết xem nó là cái gì. Đi bệnh viện thì khám không ra bệnh. Đấy, cái bệnh như này mà đi các bệnh viện khám không ra chứ. Đại chúng đấy, với phương tiện khoa học tối tân như bây giờ mà nhiều khi đi khám không ra bệnh gì cả, không biết là bệnh gì. Nhưng mà về nhiều khi về chùa lễ thỉnh oan gia chủ lại hết. Đó, hết bệnh. Cái đấy là chùa mình chứng kiến nhiều chuyện thế rồi. Bệnh đây là do nghiệp hành, do oan gia trái chủ nó hành thì phải là giải quyết bằng việc giải nghiệp chứ không thể bằng thuốc được. Đó. Thế thì bạn này về chùa nhé, nên về chùa, Thầy khuyên nên về chùa để thỉnh oan gia trái chủ, để xem nghiệp tiền kiếp làm sao. Có oan gia trái chủ không nha. Có bạn tên là Vũ Thùy Dương hỏi rằng: Kính thưa Thầy, con còn nặng duyên trần, còn ăn mặn, còn nói dối, còn phải lo cho gia đình, không có thời gian tụng kinh về chùa tu tập được. Con sợ con không giữ được giới thì con có thể quy y được không ạ? Con xin Thầy cho con một lời khuyên. Bạn Dương này bạn nói là bạn còn ăn mặn này, còn nặng duyên trần này, còn nói dối và phải lo cho gia đình, không có thời gian tụng kinh và về chùa để tu học được. Thì bạn ấy có quy được không? Thì kinh thưa đại chúng, quy y Tam Bảo thì Đức Phật yêu cầu gì không? Khi quy y thì Đức Phật đâu có yêu cầu mình phải bỏ ăn mặn đâu.
không bắt mình phải ăn chay. Nào, với Phật tử, tại gia Phật đâu bắt ăn chay đâu. Và tất nhiên, ấy, nếu chỉ quy y thì Phật cũng chưa cấm hoàn toàn cái việc nói dối đâu. Nghe không? Bao giờ thụ giới của Phật cơ. Nếu quy y thì chưa, là quy Phật, quy Pháp, quy Tăng. Và lúc ấy là phải hướng thiện thôi đã. Nhé, còn sau khi mà quy rồi, ai muốn thụ giới ngay thì thụ, còn không thì một thời gian sau thụ cũng được. Đấy. Cho nên đối với bạn Dương này thì vẫn quy y Phật được, quy Tam Bảo được nhé. Quy y khác, thụ giới khác. Thường thì Thầy quy y xong, Thầy hay thụ giới cho các quý vị Phật tử luôn để cho mình tu tập giới pháp của Phật cho tăng thượng công đức. Đấy. Nhưng mà cũng có những trường hợp Thầy chỉ quy y thôi, cho họ hướng thiện, nương tựa vào Phật đã, rồi sau một thời gian rồi mới cho họ thụ giới. Nha. Cho nên đối với bạn này thì vẫn quy y Tam Bảo được, nhưng mà quy y Tam Bảo rồi thì bắt đầu phải sống hướng thiện, những cái gì là thói hư tật xấu mình phải trừ bỏ dần dần nha. Sau đó thì lên thụ thêm giới của Phật để cho nó được tăng trưởng công đức. Rồi, hôm nay chắc chúng ta dừng ở đây. Còn mấy câu hỏi nữa Thầy sẽ để đến cho lần sau. Thôi để tí nữa các ông sẽ về phòng khách nhé, không ừ. Nha, tí về phòng khách. Rồi, thưa các Phật tử bạch. Kính thỉnh đại chúng quỳ gối chắp tay hướng lên Tam Bảo để dâng lời tạ pháp. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính bạch trên Thầy, hôm nay là ngày 30 tháng 7 năm Mậu Tuất. Như thường lệ, hàng Phật tử chúng con có đầy đủ duyên lành vân tập về chùa sám hối và được nghe Thầy giảng pháp. Phần tiếp theo của Bộ Kinh Mi Tiên Vấn Đáp và sự tranh luận giữa Đức Vua Mi Lan Đà và Tỳ Kheo La Tiên. Qua bài giảng, hôm nay chúng con hiểu ra ý nghĩa tại sao Đức Phật lại tự xưng mình là một Bà La Môn. Ở đây chúng con nhận thấy được phương tiện thiện xảo của Đức Phật muốn hóa độ những người Bà La Môn trở về với ý nghĩa một là Bà La Môn xuất gia chân chính, phạm hạnh và cao thượng của mình, còn Như Lai xưng mình là vua, một đức vua khéo léo áp dụng vương pháp, thấu tình đại lý, cũng là người nâng đỡ mười phương vương pháp. Ngài lấy chính pháp để thống trị muôn dân, ấy là kinh luật luận để hằng tuyên dương chánh pháp, hóa độ tất cả chúng sanh trong ba cõi biết quay về với chánh pháp, sống và hành theo chánh pháp để chánh pháp được tồn tại lâu dài trên thế gian này. Buổi giảng pháp hôm nay đã kết thúc viên mãn. Chúng con thành tâm tri ân trên Thầy và kính chúc trên Thầy sức khỏe trường thọ để dẫn dắt chúng con cùng chúng sinh tu hành theo chính pháp cầu đạo vô thượng Bồ Đề. Chúng con xin thành kính xin trị thành kính đảnh lễ tri ân trên Thầy tam bái. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.
Mời toàn thể đại chúng khởi thân. Tất cả chắp tay hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả người đệ tử và chúng sinh đều trọn thành Phật đạo. Mời toàn thể chư tôn đức cùng